Good morning and good afternoon to everyone. On behalf of Solution Plus team, I'm pleased to welcome you to today's kickoff of the Hanoi City training on electric mobility. This session is run as Zoom meeting, meaning we are able to interact with each other. So we will start our training session with basic housekeeping. First of all, please note that the session is being recorded. The recording and presentation will be available afterward. We have muted everyone by default, so the session won't be accidentally disrupted. But when you want to talk later during the discussion, you can unmute and request to your query using the microphone icon. Please send a message to our host if you have any challenges on that. To minimize this disruption, kindly switch off also the camera in this meantime. If you have questions and comments, please submit them via chat box. We will have a dedicated time for the discussion later. So please indicate also in your chat to whom you are addressing your question to. Presentations are going to be in Vietnamese by Vietnamese speakers and English by English speakers. To ease your discussion later, could we also ask you to rename yourself with this? So starting with your name and then your organization, whether the ministry or any institution or NGO that you are presenting. We see this happiness in knowing where the questions are coming from the chat book. Yeah. So this is basically some icon in your Zoom so that you can use during the training. Our training will have 4 days. Then today is the first day of our training. And the training is organized by the Solution Plus project. And our goal is to kickstart the transition to e-mobility in various parts of the world. And the Solution Plus project consortium is made up of about 50 partners globally. If you joined us last week, the last 2 weeks in Asia regional training, you will have heard the activity in Hanoi, Pasig, and Kathmandu directly from our partner. And they are the 3 cities that we implement the demonstration under this project. Then later you will hear more about the project in Hanoi and also the general information about the project. And this is just the first day of the 4-day training on e-mobility in Hanoi. So today we will focus our training on planning and implementation of low emission zone. And tomorrow you will hear about the standard operation maintenance of electric vehicle. And the next day on the 4th of November, you will hear about the management instrument in Hanoi for promoting e-mobility. And finally, on Friday, we will have the session on planning for electric vehicle charging infrastructure. Today, we will spend the whole this full afternoon to talk about the first topic of our training. As you see that our training this afternoon, we welcome Dr. Oliver Lam from the Wuppertal Institute, and he is also coordinating for this project in Asia, Latin America, Europe, and Africa. And then we will welcome Dr. Vu Ngoc Hien, the chairman, board of trustee of the University of Transport Technology, as well as the project manager, to introduce about the demonstration activity in Hanoi in the Solution Plus project. And after that, we will welcome Dr. Phạm Hoài Trung
from the Transport Development and Strategy Institute to talk about the status of low emission zone and roadmap for electric vehicle development as a low emission zone solution in Vietnam. Then we come to the presentation by Professor Dr. Ho Quoc Bang from Vietnam National University, Ho Chi Minh City. He will talk about the opportunities and barrier for planning and implementation of low emission zone in Vietnam. Then we come to quite technical topic on developing the fuel baseline as an approach for transition from internal combustion engine two wheelers to electric two wheelers by Dr. Chen Trọng Tuấn from University of Transport Technology. And then we go with the lesson from Ms. Yu Quyen Giang from Eclay Local Government for Sustainability for the topic on stakeholder engagement in planning and implementing low emission zone, an example from East Asian cities. And after that, we will take a short lecture on implementing low emission zone in Hanoi by Ms. Thuy Lê from Hanoi Don Re, Department of Natural Resource and Environment. And before we come to the presentation, may I ask you a question on Slido which type of organization do you present? Academia or research organization account for 57% of the participants. Tiếp theo là các thành viên đến từ các cơ quan đại diện cơ quan quản lý các quốc gia hoặc là các bộ ban ngành 14%. Then the national government organization account for 14% and private sector for 14%. And some local government 5% and NGO. And then international organization 5%. Okay, great. Thank you very much. I'd like to welcome Dr. Oliver Lam. He's the head of the Mobility and International Cooperation Research Unit at the Uppertal Institute in Germany. And he's coordinate the Urban Electric Mobility Initiative and the EU-funded Solution Plus flagship project on sustainable urban mobility in Europe, Asia, Africa, and Latin America. Oliver is actively involved in several other projects, including SumUp and Empower. And he's now worked with international organizations such as OECD, ITF, UN Habitat, and GIZ on urban mobility issues. He's a lead author for fifth IPCC assessment report, member of the Habitat 3 policy unit, urban service and technologies, and one of the directors of the partnership on sustainable low carbon transport. And prior to that, Oliver worked with for the New Zealand government, the University of Munich, and the Minister of State to German Federal Chancellor. Very nice to see you all, and welcome from our side as well. good morning and good afternoon. So just a very short introduction to the Solutions Plus project. Thanks a lot for the organization of this workshop. I hope you see the full screen now. So this takes us to a deeper dive into some of the issues that we have started dealing with in the Solutions Plus project, and that's part of a bigger platform that is supported by the European Union. As Hien said, it's quite a big family of partners, 48 partners we are.
Coming from industry, from associations, international organizations, academia, and we work on innovative e-mobility solutions where we focus particularly on the development of vehicles. So that focuses primarily on electric 2- and 3-wheelers, the conversion of buses, bus new development concepts, shared fleets, and then of course the operations focused a lot on the charging solutions, but also on mobility as a service applications. And the key element of all of this work is to integrate that into a wider sustainable urban mobility transition pathway. All of that is being tested in 10 living labs at the moment, and then additional living labs will join in later. We're very proud that Hanoi is one of our living lab partner cities, and we're very pleased to work. My presentation is faster than I am. Work with you and with a team on the e-mobility solutions that have then also the potential to transfer to other partner countries and regions in the world. Our key objective is to provide a range of tools, a range of methods, guides on different innovative e-mobility solutions and tools to implement those, and share experiences, facilitate exchange among city officials, operators, entrepreneurs on some specific technologies, but also on policy processes, implementation processes, funding, financing. And all of that is meant to go into partnerships that take those solutions further, also beyond the project's lifetime, building on the demonstration projects that we're implementing in that project, where we test the feasibility, assess the costs and the benefits of the solutions, the technical viability, the acceptance of users, and where we facilitate dialogue and then build a case for a more scaled up project that has a wider impact on sustainable development within the city and climate change globally. All of that is being fed into the toolbox, where we then share a training material, knowledge product on the different types of vehicles, operations, integrations, the different user perspectives, addressing different challenges, and sharing learnings from our demonstration projects. That feeds into our capacity building and peer-to-peer exchange, where we use different tools such as this one to share our knowledge, to do a deeper dive in the discussion and in the further co-development of e-mobility solutions. And a core element of the whole program is the startup incubator, where we facilitate the dialogue and the exchange and the co-development process between partner cities and private sector actors, to make sure that innovative e-mobility solutions fit into the wider context of the societal perspective of urban mobility transition and fit into public sector mobility solutions, and they are complementary. With that, I wish you success and great exchange over the next few days during the training, and back to you, Hiem. Thank you. Please welcome Dr. Vũ Ngọc Hiem, Chairman, Board of Trustees of University of Transport Technology, to talk about the pilot in Hanoi City. And actually, Professor Dr. Hiem has joined the transport sector for more than 30 years. And he now playing the key role as the chairman of the university. And at the same time, beside the management work of the university, Dr. Hiem is also a member of Science and Technology Council of Ministry of Transport and a member of National Technical Committee for Internal Combustion Engine.
and a member of National Technical Standard Committee for Road Vehicles, TC22. At the same time, he's a senior researcher focusing on climate change, clean energy, and e-mobility topics. Regarding the EV researching, besides the national research assigned by Vietnamese authority, he has worked tightly with the Clean Asia, the UN Environment Program, and the European Commission for the transition to electric vehicle in Vietnam. The current project on EVs that he's working on are mainstream electric mobility, focusing on two-wheelers in Vietnam, and the Solution Plus project on integrated urban electric mobility solutions in context of the Paris Agreement, the Sustainable Development Goals, and the New Urban Agenda. This is funded by the European Commission. Dr. Kim, please share your screen. Kính thưa các quý vị đại biểu, vì là cái báo cáo, cái cuộc hội thảo, chương trình đào tạo ngày hôm nay của chúng ta thì đa phần là người Việt, và tôi cũng đã chuẩn bị cái báo cáo bằng tiếng Anh rồi, cho nên là để thuận lợi cho cái quá trình trình bày cũng như là cái trao đổi giữa chúng ta với nhau thì tôi xin được trình bày bằng tiếng Việt. Thưa quý vị, thì như chúng ta đã biết là ô nhiễm không khí ngày nay là thách thức toàn cầu. Tại Việt Nam thì ô nhiễm không khí tại nhiều địa phương trên toàn quốc đều có chiều hướng gia tăng cả về quy mô và mức độ, và đặc biệt là các thành phố lớn như Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh. Vì chất lượng không khí của tại thành phố Việt Nam ở nhóm rất là thấp, và theo đánh giá của WHO ấy, thì chất lượng không khí của Việt Nam thuộc nhóm là từ năm 2008 đến năm 2017 thì chúng ta thuộc nằm trong cái danh sách là 500 cái thành phố mà có cái nồng độ PM2.5 là cái và mức trung bình cao nhất, và cụ thể ở đây là nằm ở cái ngưỡng là cái xếp thứ hạng là 214 trên thế giới. Và đây là PM2.5 là một cái hạt cứng, hạt bụi mịn cứng mà có khả năng thâm nhập rất là lớn vào trong phổi, cho nên là gây ra một cái tác hại vô cùng to lớn. Và với cái chất lượng không khí như vậy thì ảnh hưởng đến sức khỏe con người dân nghiêm trọng, và chúng ta cần phải có những cái đặc biệt quan tâm xử lý về vấn đề ô nhiễm môi trường không khí. Về phát thải khí nhà kính ấy, thì theo báo cáo của GIZ cũng như là World Bank thì vào cái báo cáo này năm 2019 thì theo báo cáo đó thì đã nhận định rằng theo cái kịch bản thông thường thì phát thải khí nhà kính CO2 trong lĩnh vực giao thông vận tải sẽ tăng lên từ 33,2 triệu tấn cho đến 89,1 triệu tấn vào năm 2030, và đặc biệt trong đó thì cái hoạt động giao thông đường bộ thì nó chiếm từ 26,4 triệu tấn vào năm 2014 và sẽ lên đến là 71 triệu tấn vào năm 2030. Và để giảm cái phát thải chất ô nhiễm không khí cũng như khí nhà kính thì do hoạt động giao thông vận tải, và đặc biệt là giao thông vận tải đường bộ gây ra đối với các đô thị lớn ấy, thì cái giải pháp kiểm soát cần được quan tâm và triển khai, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến ba cái nhóm chính. Nhóm thứ nhất đó là nâng cao cái mức tiêu chuẩn ô nhiễm không khí và khí nhà kính, mức tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện xe cơ giới, và thứ hai nữa là giải pháp nâng cao cái hiệu quả sử dụng năng lượng của phương tiện, qua đó thì cũng như là phát triển cái giao thông công cộng đường bộ và thu hút được nhiều người tham gia. Trong cái phạm vi của cái báo cáo này thì tác giả cũng muốn đề cập đến một cái giải pháp là nhằm thu hút người dân tham gia nhiều hơn trong cái sử dụng phương tiện giao thông công cộng đối với đường bộ, và cụ thể là thành phố Hà Nội. Thì thưa các quý vị đại biểu, trong rất nhiều công trình nghiên cứu về thói quen tham gia giao thông, rồi về khoảng cách di chuyển trung bình của từng loại phương tiện, hay là về nhu cầu của người dân, thì cũng đã khẳng định là muốn giảm phương tiện cá nhân và phát triển cái phương tiện giao thông
công cộng ấy, và thì sẽ tạo, cần phải tạo thuận lợi tối đa để người dân có thể tiếp kiện, tiếp cận cái phương tiện giao thông công cộng một cách dễ dàng. Và cái khoảng cách mà khuyến cáo cái di chuyển của người dân khi tiếp cận cái phương tiện công cộng thì không nên vượt quá là 500 mét như là chúng ta quan sát ở trên slide. Thưa quý vị, thì với cái tình hình hiện tại về cái ngại vận tải hành khách giao thông công cộng ở Hà Nội thì với cái tỷ trọng rất là thấp như trên cái slide chúng ta được trình bày, thì trong cái tỷ phần của cái phương tiện giao thông công cộng chỉ có 17,03%, và trong đó thì đối với phương tiện giao thông công cộng bằng xe buýt thì chỉ có 8,7%. Như vậy thì chúng ta thấy là cái thị phần về phương tiện giao thông công vận tải hành khách công cộng của Hà Nội thì rất là thấp. Và chính vì vậy, theo cái kế hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố, mà theo cái kế hoạch 201 của thành phố Hà Nội, thì dự kiến là cái tỷ lệ đảm nhận vận tải hành khách công cộng vào năm 2020, vào năm 2021 cho đến 2021 đến năm 2030. Và trong đó thì như trên slide trình bày ấy, thì ở đây chúng ta nhìn thấy là đối với đường sắt đô thị và đối với vận tải bằng xe buýt thì dự kiến đến năm 2025 thì là sẽ đối với đường sắt đô thị thì từ 3 đến 4,5%, và tỷ thị phần của vận tải buýt thì bằng 16 đến 18%, và tương ứng như vậy là đến năm 2030 thì đường sắt là từ 8 đến 10% và xe buýt là 25% với thị phần. Và như vậy thì để thực hiện được cái mục tiêu trên thì trong cái kế hoạch 201 này cũng đã đề cập đến rất là nhiều giải pháp, vì như chúng ta thấy là cho đến nay thì cái thị phần của đường của vận tải hành khách công cộng mới chỉ có 17,3% thôi. Cho nên là để mà thực hiện được cái mục tiêu này thì sẽ phải có rất là nhiều giải pháp, trong đó là phải có những giải pháp đầu tư về phát triển cơ sở hạ tầng, đường xá, bến bãi, nhà chờ, điểm đỗ, vân vân, cũng như là đầu tư phát triển cái đội ngũ phương tiện chất lượng giao thông về phương tiện công cộng. Tuy nhiên ấy, thì trong cái định hướng chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thể hiện cái kế hoạch 201 thì đã thể hiện đặc biệt ở trong các cái điều như là cái khoản E, cái phần 3.2 về thể hiện về cái nguyên tắc về vận tải hành khách công cộng thì đã chỉ ra là cần phải phát triển các cái phương tiện vận tải hành khách công cộng khối lượng nhỏ và kết nối với cái phương tiện hành khách công cộng và phương tiện cá nhân. Cũng như thế thì là cái tại cái mục 3, khoản B mục 3 về phát triển cái lộ trình phát triển phương tiện giao thông công cộng ở Hà Nội thì cũng đã nêu rất là rõ ở đây là sẽ phát triển một cách phù hợp, hợp lý cái phương tiện bằng xe đạp công cộng để kết nối các cái nhu cầu sử dụng phương tiện công cộng như là xe buýt hay là BRT hoặc là đường sắt đô thị. Và bên cạnh đó thì cũng có những cái giải pháp liên quan đến việc là chuẩn bị cho các cái điểm đỗ đối với xe công cộng, đối với xe hai bánh hoặc là cái điểm thu gom phương tiện hai bánh. Và như vậy thì cái ý tưởng về sử dụng xe hai bánh kết nối tại Hà Nội là Hà Nội E-Mobility for Last Mile Connectivity ấy, ở Hà Nội mà do Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải đề xuất là rất là phù hợp. Bởi vậy cho nên đến cái tháng 2 năm 2019 thì đoàn làm việc của phía Việt Nam do Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Ngô Mạnh Tuấn đã dẫn đầu và đã sang tham dự cái hội thảo, cái hội nghị như lúc nãy ngài Oliver vừa nêu, cái hội nghị về tích hợp các giải pháp di chuyển bằng xe điện tại đô thị mới trong bối cảnh thỏa thuận Paris, các mục tiêu phát triển bền vững và chương trình nghị sự mới. Thì đây là một cái đề xuất mà rất là phù hợp, và cái đề xuất này, cái hợp phần đề xuất này ở Việt Nam được gọi là cái kết nối đầu cuối bằng phương tiện hai bánh cho cái phương tiện giao thông công cộng ở Hà Nội. Cái mục tiêu của cái dự án này là nhằm tạo điều kiện cho người dân tiếp cận thật tốt đối với phương tiện giao thông công cộng và hình thành cái thói quen sử dụng phương tiện giao thông công cộng
góp phần giảm phát thải khí nhà kính và chất gây ô nhiễm bằng cái cách là sử dụng phương tiện xe hai bánh, có thể là xe đạp điện hoặc là xe mô tô điện để kết nối các cái phương tiện giao thông công cộng đối với người dân. Và chúng tôi đối với dự án này thì chúng tôi dự kiến sẽ triển khai trong 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất đó là thử nghiệm trên một tuyến đường thôi. Trên cái cơ sở thử nghiệm, cái kết quả thử nghiệm này trong vòng 1 năm về cái nội dung này thì sẽ rút kinh nghiệm và sẽ khảo sát và tìm cách để mở rộng cái thử nghiệm ở giai đoạn 2 và giai đoạn 3. Ở hai giai đoạn này thì giai đoạn 1 là chúng tôi sẽ tiến hành thử nghiệm mà không thu phí, nhưng còn giai đoạn 2 thì sẽ cùng với Sở Giao thông Vận tải và các cơ quan liên quan sẽ nghiên cứu một cái hình thức thu phí nào đó cho nó phù hợp, đề xuất với thành phố để có một cái hình thức thu phí. Và đến sang đến kết thúc giai đoạn 2 để chuyển sang giai đoạn 3 thì sẽ xây dựng các cái mô hình kinh doanh, bởi vì là sẽ có rất là nhiều phương thức để kết nối giao thông công cộng giữa người dân với các phương tiện giao thông công cộng, thì chúng tôi sẽ đề xuất các cái mô hình kinh doanh để chuyển giao cho các doanh nghiệp triển khai thì phát triển rộng rãi ở thủ đô Hà Nội. Để thực hiện cái dự án ở giai đoạn 1 ấy, thì chúng tôi cũng đã triển khai nhiều cuộc khảo sát ở các vị trí khác nhau, như là từ bến xe cho đến các khu đô thị mới, từ làng sinh viên, khu ký túc xá sinh viên cho đến các cái điểm trung chuyển, hay là từ các cái khu như là bến xe cho đến là khu bệnh viện. Rồi đặc biệt là chúng tôi đã triển khai khảo sát ở một số nơi, trong đó thì có cái khảo sát ở cái điểm đỗ của điểm đỗ của xe BRT tại cái điểm Văn Khê và cái khu siêu thị Yêu Mon Hà Đông. Cuối cùng thì chúng tôi đã chọn cái địa điểm khảo sát, đó là cái địa điểm khảo sát ở giữa điểm đỗ xe BRT Văn Khê và Yêu Mon Hà Đông. Sau khi khảo sát thì chúng tôi đã làm việc với Sở Giao thông Vận tải, và sau nhiều lần báo cáo với Sở Giao thông Vận tải cũng như là làm việc báo cáo với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thì cuối cùng chúng tôi cũng đã được nhận được cái sự chấp nhận của chính quyền thành phố cho phép triển khai để thực hiện cái dự án thử nghiệm này. Có thể nói rằng là cần lưu ý rằng là cái dự án này là một cái dự án thử nghiệm kết nối đầu tiên ở Hà Nội mình, cho nên là các thủ tục đều rất còn mới và cũng nhiều nơi cũng chưa thể hình dung ra cái hiệu quả cũng như các hoạt động mà nó có thể tác động, cho nên là cái thời gian triển khai nó trải qua rất là nhiều công đoạn và mất nhiều thời gian để chuẩn bị cho các thủ tục, rồi cái cách giải thích với các bên liên quan để mới có được cái sự chấp thuận. Và cái trên cái slide này thì các quý vị nhìn thấy chúng tôi trình bày một số các thông số chính của dự án thử nghiệm, gồm có là hai cái đầu kết nối, tạm gọi là điểm điểm A là điểm đầu, là điểm BRT Văn Khê, và điểm B điểm cuối gọi là điểm tại khu Yêu Môn Hà Đông. Cái hai khoảng cách của giữa hai điểm này là 2 km, và hành khách thì thường là đi tới Yêu Môn Hà Đông bằng cái phương tiện là xe buýt BRT và sẽ xuống ở cái trạm Văn Khê. Thì cũng xin thưa là ngay tại trạm BRT Văn Khê này thì cũng còn một trạm nữa của xe buýt thường, và như vậy thì cái lượng khách chúng tôi hướng tới đó là cái khách mà xuống các cái trạm xe buýt ở quanh cái khu vực Văn Khê này để họ có thể xuống xe buýt và họ có thể mượn xe hai bánh của chúng tôi để di chuyển vào Yêu Mon và ngược lại. Thế thì cái số lượng mà sản phẩm mà đầu tiên mà chúng tôi cái dự kiến đầu tiên một số các cái trang thiết bị để phục vụ cho cái dự án này thì chúng tôi đã chuẩn bị với cái kế hoạch là mua sắm 50 cái xe điện của VinFast và 10 cái xe đạp điện của POQ, là một cái công ty mà hợp tác với nhà trường thực hiện cái dự án này.
Thì thời gian mà thực hiện thì chúng tôi dự kiến là từ 7 giờ cho đến 9 giờ, 7 giờ sáng cho đến 9 giờ tối. Cái khoảng thời gian này thì qua cái khảo sát cái tỷ lệ, cái khối lượng vận chuyển hành khách, cái giai đoạn mà không có dịch ấy, thì chúng tôi cũng kỳ vọng là với cái số lượng là 50 chiếc xe, xe máy điện và 10 cái xe đạp điện có thể là tạm thời trước mắt để phục vụ đủ cái nhu cầu, đáp ứng một phần cái nhu cầu cho cái khối lượng khách mà đến Yongmon thông qua cái hệ thống tuyến xe buýt này. Trong cái quá trình quản lý thì chúng tôi dự kiến là sẽ quản lý sử dụng nhân lực tại điểm đầu và điểm cuối để bố trí hỗ trợ cho hành khách mượn và trả xe, đồng thời với cái việc là công ty QAQ Việt Nam cũng đã phối hợp với trường đại học công nghệ giao thông vận tải và đang phát triển. Hiện nay chúng tôi đang triển khai thử nghiệm cái phần mềm này trên trên phương tiện để theo dõi cái quá trình hoạt động của phương tiện trong quá trình mượn thử. Như tôi cũng đã trình bày thì dự án của chúng tôi sẽ triển khai trải qua 3 giai đoạn, và cái giai đoạn các cái giai đoạn này để muốn thành công được ấy, thì thưa quý vị là chúng ta phải có cái sự đồng hành của rất nhiều các bên liên quan. Và cụ thể ở đây tới từ thành phố Hà Nội thì cụ thể là Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, rồi Sở Giao thông Vận tải Hà Nội là cái cơ quan thường trực mà được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao cho chủ trì và hợp tác cũng như chỉ đạo trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải để triển khai dự án này. Cái thứ hai nữa đó là các cái đơn vị khác liên quan, ví dụ như là Sở Điện, Điện lực Hà Nội thì hỗ trợ cho cái việc là cấp điện để sạc điện cho phương tiện, rồi Sở Quy hoạch là hỗ trợ để mà xây cho phép làm lán tại các cái điểm nhà chờ, rồi là Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông thì cũng phải tạo điều kiện để cho việc triển khai ở đó, cũng như là xây dựng trại, và đặc biệt là đối với công an thì cũng phối hợp để tạo cái an ninh cho khu vực. Và tất cả các cái dự án tương tự như thế này nếu diễn ra triển khai ở trên phạm vi toàn thủ đô Hà Nội thì chắc chắn là đều phải trải qua những cái thuận cái làm việc với các cái đơn vị tương tự như tôi vừa trình bày. Và nếu như một cái dự án thử nghiệm của chúng tôi mà thành công thì chúng tôi cũng sẽ đề xuất thành trở thành một cái gần như là một cái quy định. Thì với nếu mà thành công mà trở thành quy định thì việc triển khai các cái dự án này, dạng các cái dự án kiểu kết nối đầu cuối như thế này, tạo thuận lợi cho người dân đi tham gia sử dụng phương tiện giao thông công cộng, giảm cái phương tiện giao thông cá nhân là một cái là một cái sự thuận lợi trong tương lai. Và bên cạnh cái việc mà sự ủng hộ của các cơ quan chính quyền địa phương, các cái đơn vị liên quan, thì một cái sự ủng hộ của các doanh nghiệp cũng rất cần thiết. Như tôi cũng vừa trình bày là ở cái giai đoạn 3 của dự án thì là sẽ là cái giai đoạn mà chuyển giao cái mô hình kinh doanh cho các đơn vị, cho các doanh nghiệp. Thì ngay từ đầu tiên nếu như các cái doanh nghiệp mà tham gia vào thì họ sẽ hiểu hơn về các cái quá trình, các cái hoạt động và cái ý nghĩa của cái việc triển khai cái hoạt động về kết nối đầu cuối như thế này, sẽ cùng nhau để chung tay để có thể là chia sẻ về cơ sở vật chất, rồi phối hợp để tuyên truyền, rồi chia sẻ với nhau những cái nền tảng về thông tin vân vân, qua đó thì sẽ triển khai các dự án một cách có hiệu quả về cái khía cạnh này, đáp ứng được cái yêu cầu trước mắt là cái kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, cái kế hoạch 2001 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về phát triển giao thông công cộng, cũng như là về góp phần để giảm phát thải khí nhà kính, phát thải các khí độc hại cho môi trường tại các cái thành phố lớn như Hà Nội của chúng ta. Thì trên đây là một số các cái thông tin liên quan đến cái dự án của Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải được thực hiện rồi, được sự hỗ trợ của Solution. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán giả đã chú ý lắng nghe. Thank you Dr. Kim for your sharing. And we are looking forward to the pilot activity very soon in Hanoi. So as Dr. Kim mentioned, there will be a shared electric two-wheelers for the last mile connectivity in Hanoi very soon.
And this will have to connect the people from a shopping mall to the BRT station, and then later to the metro railway of Hanoi City. And now we'd like to move to the technical presentation by our expert in the transport sector. So I would like to warmly welcome Dr. Phạm Hoài Trung. He is now the general director, deputy general director of Transport Development Strategy Institute under the Ministry of Transport to have the presentation on preparing our status of low emission zone and roadmap for EV developments as a low emission zone solution in Vietnam. For this part, I would like to introduce him in Vietnamese. Em xin phép được giới thiệu tiến sĩ Phạm Hoài Trung, hiện là Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông Vận tải. Tiến sĩ Trung đã có 21 năm kinh nghiệm nghiên cứu, xây dựng chính sách, quy hoạch phát triển giao thông vận tải tại Việt Nam. Ông Phạm Hoài Trung cũng đã đóng vai trò chủ trì rất nhiều các hoạt động tư vấn phát triển, đối thoại chính sách, xây dựng chính sách về thúc đẩy phát triển giao thông đô thị bền vững, phát thải thấp và thân thiện môi trường, nghiên cứu xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển bền vững giao thông đô thị, áp dụng tính toán cho các thành phố như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ. Bên cạnh đó, ông Phạm Hoài Trung đã hợp tác với các tổ chức quốc tế như UNDP, GIZ để thực hiện các sáng kiến giao thông phát thải thấp và hỗ trợ NDC trong ngành giao thông vận tải. Xin được mời anh Trung ạ. Và kính mời anh chia sẻ màn hình của anh, hay là ban tổ chức sẽ chia sẻ cái slide của anh ạ. Thank you, Missy. Good afternoon, dear my colleagues and participants. I'm very happy today to share more some information about electric vehicle in Vietnam and the development trend of low emission vehicle. Our conference takes place at the same time as the international conference COP26. So it's very meaningfully. I would like to present in Vietnamese. Cảm ơn chị Hiền. Tôi chào tất cả các vị đại biểu có dự cuộc hội thảo ngày hôm nay. Thì về sau bài trình bày của Phó Giáo sư Khiêm, thì Giáo sư Khiêm thì tôi xin trình bày tổng quan về thực trạng và lộ trình phát triển phương tiện giao thông điện tại Việt Nam. Phần trình bày của tôi thì gồm có 3 nội dung chính. Đó là thứ nhất là tổng quan về phương tiện điện và xu thế phát triển xe điện trên thế giới. Đây là phần mang tính chất tổng hợp các cái thông tin. Phần thứ hai là thực trạng phương tiện điện tại Việt Nam, nó đang phát triển như thế nào. Và phần thứ ba, tôi muốn chia sẻ cái chương trình quốc gia về phát triển phương tiện điện thân thiện với môi trường và lộ trình phát triển giao thông điện tại Việt Nam. Thì cái này nó liên quan đến chính sách chung của Bộ Giao thông Vận tải, của Bộ Tài nguyên Môi trường khi phát triển các cái chương trình theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Về tổng quan phát triển giao thông điện tại Việt Nam và trên thế giới, thì kính thưa hội nghị là chúng ta có hai cái loại hình, đó là xe điện, thì là EV, là electric vehicle, thì đây là một loại là phương tiện dùng chạy 100% bằng điện. Thứ hai nữa, chúng ta cũng có một loại phương tiện nữa trong ngành giao thông gọi là sử dụng động cơ điện dẫn động thay vì động cơ đốt trong như xăng dầu, thì cấu trúc của nó gồm các cái hợp phần, đó là hệ thống pin lithium, thứ hai là động cơ điện, và thứ ba là hệ thống AI để kết hợp chuyển động, và phần thứ tư là điện tử công suất, và phần thứ năm là phanh tái sinh điện và hệ thống chạm sạc. Và hiện nay trên thế giới cũng như tại Việt Nam thì cái 4 loại ô tô điện chúng ta có thể phân loại như thế này cho dễ, đó là cái loại HEV, tức là Hybrid Electric Vehicle ấy. Thì cái loại này là xăng dầu chạy lai với điện, tức là sử dụng một phần năng lượng điện. Thì hiện nay là cái công nghệ này cũng đã sử dụng được khoảng 15-20 năm rồi. Cái công nghệ thứ hai mới hơn, đó là cái công nghệ là PHEV,
tức là plug-in hybrid electric vehicle, thì cái này là sử dụng nguồn điện ngoài sạc trực tiếp, còn cái việc cung cấp năng lượng dẫn động cho hệ thống xe thì là dùng động cơ đốt trong bổ sung. Như vậy thì có nghĩa là điện là chủ yếu và động cơ đốt trong thì là để hỗ trợ. Loại thứ ba, loại là BEV, tức là Battery Electric Vehicle, thì là sử dụng 100% điện. Thì đây là cái xu hướng mà các nước phát triển trên thế giới là đang sử dụng và đang phát triển. Đấy, là 100% nguồn điện được sạc từ bên ngoài, như là Tesla, Volkswagen hoặc VinFast hiện nay cũng đang phát triển theo hướng này. Thì đây là những cái thông tin cơ bản để chúng ta có thể hình dung là có 4 loại ô tô liên quan đến điện. Và loại cuối cùng ấy, thì loại FCEV, tức là Fuel Cell Electric Vehicle. Loại này thì sử dụng năng lượng là hydrogen để sử dụng phản ứng để tạo ra điện. Cái này thì là cái loại mà công nghệ của tương lai. Chúng tôi cho rằng là nó nối tiếp theo cái thế hệ của xe điện trong tương lai. Về ưu và nhược điểm thì chúng ta có thể hình dung là cái ưu điểm chung ấy, thì đối với xe điện là hiệu suất hoạt động cao và tăng tốc nhanh trong thời gian ngắn, và ứng dụng được rất nhiều cái công nghệ trí tuệ nhân tạo tích hợp vào trong xe. Và thứ ba nữa là nó bảo vệ môi trường, và đây là xu thế chung của thế giới trong việc đối với cả động cơ điện. Và thứ tư nữa là việc sửa chữa bảo trì cái xe điện ấy, thì cũng có khá là thuận lợi. Đấy là những cái ưu điểm. Thì tuy nhiên thì nó có một số cái nhược điểm mà chúng ta cũng cần lưu ý. Đó là cái quãng đường di chuyển bình quân thì khoảng hiện nay thì nó khoảng trên 300 km đối với xe, thấp hơn so với xe truyền thống. Nếu xe động cơ xăng thì chúng ta có thể chạy được khoảng gần 500 km. Thứ hai nữa là thời gian sạc thì bình quân thì lâu hơn so với các cái phương pháp truyền thống là sử dụng diesel và xăng. Và cái cơ sở hạ tầng trạm sạc và đặc biệt là cái công nghệ hydrogen thì còn ít và chưa phổ biến. Hiện nay thì VinFast ở Việt Nam cũng đang phát triển một số cái trạm sạc để phục vụ cho cái sản phẩm mới của tập đoàn. Một số cái thông tin về thị trường xe điện hóa của các nước trên thế giới thì chúng ta thấy rằng là các nước ở Bắc Âu thì cái tốc độ tăng trưởng rất là cao, do cái số lượng, cái volume của nó thì thấp, nên là cái tốc độ tăng của nó khi mà tăng một số lượng nhỏ thì cũng làm cho cái tỷ lệ tăng trưởng rất là cao. Nhưng mà số lượng xe mà đăng ký mới thì nó tập trung vào Tây Âu và Bắc Mỹ, Tây Âu, Mỹ và Trung Quốc. Như trên biểu đồ chúng ta thấy, Trung Quốc là một quốc gia mà có tốc độ tăng trưởng về phương tiện điện đáng kinh ngạc. Đấy, có thể hiện nay Trung Quốc trong vòng 3 năm, đấy, họ có thể lên tới khoảng 4 đến 5 triệu xe điện. Đấy là một tốc độ đáng là kinh ngạc. Về kế hoạch loại bỏ xe chạy xăng dầu ở các cái thành phố trên thế giới thì chúng ta biết rằng nhiều thành phố trong tương lai họ sẽ xây dựng các cái khu vực kiểm soát khí thải. Như vừa rồi giáo sư Khiêm cũng đã nói một số cái vấn đề về tiêu chuẩn khí thải phương tiện, và Việt Nam chúng ta cũng sẽ dần dần hướng theo hướng đó, có nghĩa là xây dựng các cái zero emission zone, tức là các vùng mà không có khí thải, và phương tiện nào đi vào thì chúng ta phải đạt các cái tiêu chuẩn hoặc là không gây ra khí thải, rồi chúng ta sẽ thu phí đối với các phương tiện mà gây phát ra khí thải và phân vùng hoạt động riêng. Đấy. Thì hiện nay ở nhiều quốc gia, đặc biệt như là khu vực tôi vừa mới trình bày là Bắc Âu, hoặc Na Uy, Slovenia, Anh, rồi một số các nước khác ở châu Á như Ấn Độ, Nhật, thì cũng đã tính đến cái việc là kiểm soát cái phương tiện chạy diesel đấy để phát triển phương tiện điện. Đây là xu thế của tương lai. Về phương tiện giao thông điện thì hiện nay trên toàn thế giới thì nó có khoảng đâu đó khoảng 10 triệu xe điện, chiếm khoảng 1% tổng cái lượng phương tiện trên toàn cầu về xe ô tô. Và tốc độ tăng trưởng của xe điện của thế giới thì nó không phải là một con số mà nó là ba con số, khoảng 400 lần từ năm 2010 đến 2020 theo số liệu thống kê của IEA năm 2020. Đấy. Và ngoài ra thì xe điện ấy, thì hiện nay là
cái tốc độ bán theo dự tính của cái tổ chức Bloomberg thì họ dự tính là sẽ bán ra gấp 2,8 lần so với hiện nay. Đó là 28 triệu xe vào 2030. Đây là một con số tăng tốc độ tăng trưởng thần kỳ, vì hiện nay là cái số lượng mà phương tiện xe ô tô điện đã đang bùng nổ ở nhiều nước. Về dự báo tốc độ tăng trưởng phương tiện toàn cầu thì theo cái dự báo mà chúng tôi cũng có một số các cái nguồn đáng tin cậy thì cái tốc độ tăng của nửa đầu 2021 ấy, thì cũng tăng khoảng 160% ở trên toàn cầu và bán ra là khoảng 2,6 triệu xe. Và tốc độ này theo cái sơ đồ, cái biểu đồ dự báo ấy, thì nó còn tăng rất là nhiều. Như quý vị nhìn thấy ở bên góc phải của màn hình ấy, thì màu xám đó là xe xăng, còn màu xanh nhạt là xe điện. Đấy, chúng ta có các bốn cái loại xe điện thì nó đang phát triển. Đấy, và đặc biệt là cái xe điện mà sử dụng cái công nghệ hybrid thì là sẽ là xu thế của tương lai. Thứ hai, phần thứ hai mà tôi muốn trình bày ở đây ấy, thì khi nghiên cứu về phương tiện điện của thế giới thì chúng tôi quay lại đánh giá ở Việt Nam. Vậy thì xe điện ở Việt Nam có tiềm năng để phát triển hay không? Và xu thế nó có nằm ngoài cái xu thế chung của thế giới hay không? Để trả lời câu hỏi này thì chúng tôi có những cái cuộc khảo sát của Bộ trên cơ sở là số liệu của Tổng cục Đường bộ, của Công an, của Bộ Công an để cung cấp. Đấy, thì chúng tôi đặc biệt là lấy số liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Thì xe điện hiện nay ấy, thì là có khoảng 1,8 triệu xe đã được đăng ký do Bộ Giao thông Vận tải, Cục Đăng kiểm Việt Nam thống kê. Và chiếm 4,8% lượng số phương tiện đăng ký. Và trong đó xe máy điện thì chiếm đến phần lớn khoảng 74% là 1,3 triệu xe. Còn xe đạp điện thì chiếm khoảng chưa đến 0,5 triệu xe, tức là nửa triệu xe. Còn ô tô điện thì báo cáo với cả các đồng chí là hiện nay có khoảng hơn 1.000 xe, 1.500 xe. Thì nó nằm ở các cái phương tiện xe buýt này, rồi là một số xe thử nghiệm này. Đấy, và các loại mà cung cấp theo kiểu như là diện dự án hỗ trợ của các đối tác, đặc biệt là các đối tác đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc. Và như vậy có thể thấy rằng là gần như 99% xe điện hiện nay trên thị trường Việt Nam không phải là ô tô mà là xe máy và xe đạp. Đấy, con số mà thống kê mới nhất mà chúng tôi muốn chia sẻ. Cái phần thứ hai thì với 1.500 cái ô tô điện mà tôi vừa báo cáo ấy, thì là chủ yếu là ô tô điện hoàn toàn, tức là cắm điện hoàn toàn theo cái dạng là không có động cơ lai. Và có một số thì là xe hybrid cũ. Thị trường nhập khẩu cái xe điện thì hiện nay là chủ yếu là các cái dòng xe hybrid phổ thông như là Corolla Cross của Toyota. Đây là một cái loại xe điển hình trong cái sử dụng cái động cơ hybrid. Ngoài ra thì doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp nội địa thì VinFast đã ra những sản phẩm đầu tiên. Đấy, cả bít điện lẫn xe điện VF E34 và sắp tới sẽ ra dòng E35, E36. Thì đấy là một số cái thông tin. Thì chúng tôi thấy rằng là Việt Nam ấy, hiện nay cũng đang là một trong những nước quốc gia sau Trung Quốc và sau Mỹ thì chúng ta đã có cái doanh nghiệp sản xuất xe điện thành công. Và mẫu xe của VinFast E34 ấy, thì đã có cái lượng đặt hàng kỷ lục do cái chiến dịch marketing khoảng trên 25.000 xe sau 3 tháng mở bán. Và hệ thống chạm sạc thì VinFast cũng đang phát triển rất là mạnh mẽ tại các cái khu vực mà do VinFast đầu tư, đấy là chủ yếu. Các chung cư, các trạm, các cái trung tâm thương mại của VinFast, ngoài ra thì đang nghiên cứu để xây dựng ở các cái trạm xăng dầu với 2.000 trạm sạc. Và chiến lược của VinFast sẽ là 4 vạn cổng sạc tại các chung cư và các cái khu vực công cộng. Đây là một cái chiến lược rất là bài bản và mạnh mẽ. Về thị trường ô tô Việt Nam so với khu vực thì phải nói rằng Việt Nam rất là sơ khai đối với xe điện. Chúng ta có 2 loại xe điện với 1.500 xe. Còn xe thuần điện
thì chúng ta như thống kê nó chưa đến 1%, trong khi Thái Lan với dân số cũng xem Việt Nam ấy, là họ đã có trên 35%, 35.000 xe, tức là gấp khoảng 30 lần so với Việt Nam chúng ta. Đấy, gần 30 lần. Và phương tiện điện của họ thì 88% cũng chủ yếu là phương tiện điện hybrid. Còn lại 12% là cái phương tiện mà sử dụng điện kết hợp với cả nhiên liệu hóa thạch cũng như là điện hoàn toàn, là khoảng 12%. Đấy. Và từ năm 2009 thì lại Thái Lan mới phát triển cái hai loại hình BEV và PHEV. Còn những cái một số cái thách thức trong việc phát triển phương tiện điện tại Việt Nam cũng như là thế giới thì chúng tôi thấy rằng theo cái thống kê của Bộ Công Thương và cái đánh giá của Bộ Khoa học Công nghệ cùng thì hiện nay là phương tiện điện thì tăng cao làm tăng nhu cầu cơ bản đối với cả cái công nghiệp sản xuất pin như đồng nickel và coban. Đấy. Và cái sản phẩm loại bỏ của phương tiện điện là ắc quy và pin thì nó cũng là tiềm tàng nguy hiểm đến môi trường, và chúng ta đã có cái quyết định 16 của Thủ tướng ấy, để thu hồi loại bỏ sản phẩm sau khi mà cũ nát, thì cái này cũng chưa được thực thi nghiêm. Thứ hai nữa là nhu cầu sử dụng phương tiện điện tăng đồng thời làm gia tăng nhu cầu cái tăng tiêu thụ điện năng chung của toàn quốc. Và thứ ba là cái an toàn trong khai thác. Thì thưa với quý vị là cái phương tiện điện thì đã có những cái tình trạng sạc gây cháy nổ. Thì cái này cũng là cái cần phải đưa ra các cái quy chuẩn kỹ thuật để phù hợp với thực tế. Thì cái này chúng tôi cũng tham mưu cho Bộ để bổ sung thêm vào các cái quy chuẩn về phương tiện điện. Còn việc chuyển đổi cơ cấu từ phương tiện mà diesel truyền thống sang các cái phương tiện điện và xử lý các phương tiện cũ thì chúng ta đã có cơ bản là có những hành lang pháp lý hướng dẫn. Tuy nhiên thì cần phải có các cái bước triển khai cụ thể hơn để đảm bảo được là cái việc chính sách đấy nó đi vào cuộc sống. Về nội dung thứ ba, đây là liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước mà Viện Chiến lược cũng đang tham gia để xây dựng một cái chương trình quốc gia phát triển phương tiện điện theo cái chỉ thị 03 của Thủ tướng để đảm bảo cái giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí tại các đô thị. Thì thưa với quý vị, cái bối cảnh xây dựng cái chương trình này thì chúng ta đã có một số các cái văn bản quy phạm pháp luật như là luật bảo vệ môi trường, như là quyết định 24, cái nghị quyết 24 của Ban chấp hành Trung ương, chỉ thị mới nhất là chỉ thị 03 của Thủ tướng năm 2021 là kiểm soát về ô nhiễm không khí, và một loạt các cái quyết định của Bộ Giao thông Vận tải liên quan đến là các cái vấn đề về môi trường đối với phương tiện điện chúng tôi cũng liệt kê ở đây. Và quan trọng nhất thì như tôi nói là cái chỉ thị 03. Về mục tiêu của chương trình quốc gia thì chúng tôi xin cung cấp thông tin là cái này đang trong quá trình bắt đầu khởi động và chúng tôi đang phối hợp với cả Bộ Khoa học Công nghệ để bố trí cái nguồn lực cho dự án để triển khai, thì sẽ là tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và giảm khí thải nhà kính do hoạt động phương tiện giao thông vận tải, và xây dựng hai cái thời kỳ, đó là 21-30 và một cái nữa là tầm nhìn đến 2050, thì chúng ta sẽ phải cập nhật được những cái công nghệ mới nhất vào trong cái chiến lược này, cái chương trình mục tiêu quốc gia này. Còn mục tiêu ngắn hạn là chúng tôi sẽ xây dựng được lộ trình để mà phát triển các phương tiện điện, đồng thời với nó là loại bỏ các cái phương tiện, giảm dần các phương tiện mà sử dụng diesel. Thì đối với cả nội dung và kế hoạch 100% là chuyển đổi 100% xe bán ra là xe điện của một số nước, thì chúng tôi đã có một số cái nghiên cứu đấy, là đối với khu vực ASEAN, các nước ASEAN, thì như trên sơ đồ thấy chúng ta sẽ rơi vào tầm khoảng đấy là 2045 đến 2050, đấy là thời điểm vàng để xe điện có thể là có một cái phát triển rực rỡ. Còn đối với cả lộ trình phát triển phương tiện giao thông điện và mốc và các mốc thời gian khác nhau, thì chúng tôi đã tham khảo một số cái nước trong khu vực và đưa ra các cái kịch bản phát triển trên cơ sở họ cung cấp các thông tin. Thì
Kinh nghiệm của Thái Lan và Indonesia cũng cho thấy rằng là cái thời điểm lượng bán ra mà xe mới đạt 100% là xe điện hóa thì như là Thái Lan sẽ dự báo vào khoảng tầm đâu đó 2035 trở ra. Còn đối với Indonesia thì cơ bản là khoảng, đối với kịch bản trung bình thì nó khoảng 2045. Như vậy Việt Nam chúng ta cũng phải xây dựng một cái chương trình mục tiêu là đến năm bao nhiêu thì chúng ta sẽ đạt được cái mốc 100% xe điện hóa. Thì chúng tôi cũng đã đang đưa vào các kịch bản để đề xuất. Thì chúng tôi cũng đưa ra ba cái kịch bản phát triển cho thị trường xe điện hiện nay. Như trên hình vẽ chúng ta thấy, hiện nay chúng ta mới có 1.500 xe theo các kịch bản phát triển kinh tế xã hội và kịch bản tăng trưởng. Thì chúng tôi cũng dự báo đến 2050 chúng ta mới có khoảng 4 đến 4,5 triệu xe. Đấy. Nhưng mà thời điểm này thì chúng ta sẽ bán ra là khoảng 100% là xe điện hóa. Như vậy chúng ta bị trễ hơn so với Indonesia là khoảng gần 5 năm so với tốc độ phát triển về xe điện. Đấy là theo cái dự báo về định hướng chúng tôi cũng đề xuất. Thế thì đối với cả cái trong cái chuyên đề ngày hôm nay thì trong do ban tổ chức cũng quy định những cái thời gian để trình bày thì chúng tôi cũng có một số cái kết luận như sau. Đó là điện hóa trong cái lĩnh vực giao thông vận tải thì Việt Nam nào không nằm ngoài cái xu thế đó. Đấy, và chúng ta cũng phải xây dựng cái lộ trình để đón nhận đến năm khoảng 2045 đến 2050 là chúng ta sẽ thực hiện được là sử dụng 100% xe điện hóa. Đấy là những cái chiến lược để đưa vào cái ngành chiến lược phát triển công nghiệp ô tô xe máy của Việt Nam cũng như tham mưu để quản lý các loại phương tiện này. Thứ hai nữa là chúng ta cũng cần phải xây dựng ngay các cái lộ trình để phát triển xe điện và các chính sách hỗ trợ cho nhà sản xuất, người tiêu dùng và phát triển cái hệ thống hàng rào về tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng. Thì cái này chúng tôi cũng đã bàn với giáo sư Khiêm để mà có những cái hợp tác để mà trình Bộ Giao thông Vận tải những cái chiến lược này và xây dựng được cái bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn để mà cho cái hệ thống xe điện Việt Nam phát triển tương ứng với xu thế của thế giới. Và một cái điểm sáng á, là chúng ta có những cái doanh nghiệp đã tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu như là VinFast. Đấy, và tôi cũng dự kiến rằng là mình sẽ có thêm một hoặc hai doanh nghiệp nữa tham gia vào thị cuộc đua này. Đó là như là Thành Công mô tô. Thì đây cũng là một cái doanh nghiệp mà chuyên sản xuất lắp ráp xe Hyundai. Họ cũng rất nhiều cái tiềm năng để phát triển cái phương tiện điện. Thì đấy là những cái định hướng và cung cấp cái thông tin để chia sẻ với quý vị trong cái buổi hội thảo ngày hôm nay. Tôi xin hết phần trình bày ở đây và xin trân trọng cảm ơn. Thank you, Dr. Chung, for your very informative presentation on the current status of electric mobility in Vietnam and also the strategy for developing of e-mobility in Vietnam. And it is very interesting that to know that our strategy for, now I would like to invite Dr. Trần Trọng Tuấn from University of Transport Technology to present about the development of fuel baseline as an approach for the transition from IC two-wheelers to electric two-wheelers. This is also one of our research at the University of Transport Technology in collaboration with the UNEP last year. Please welcome Dr. Tuấn. Good afternoon, everyone. My name is Tuấn. I'm working at University of Transport Technology. Today, I feel happy because I'm standing here and presenting to you about the topic, develop fuel baseline as an approach for the transition for ICE to EV two-wheeler. I would like to present my Vietnamese. Kính thưa các quý vị đại biểu, sau đây thì tôi cũng xin phép đại diện cho nhóm nghiên cứu đến từ Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải và báo cáo các cái kết quả chính
liên quan đến cái dự án, đến cái chủ đề là tính toán đường cơ sở nhiên liệu như là một cách tiếp cận để xây dựng cái lộ trình chuyển đổi từ xe máy lắp động cơ đốt trong sang sử dụng xe điện. Như người giới thiệu chương trình cũng đã giới thiệu thì đây cũng là một trong các kết quả nghiên cứu hợp tác giữa dự tổ chức UNEP và Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải đã thực hiện trong năm 2020. Nội dung của bài báo cáo với cái mục đích là sẽ hướng tới đường cơ sở nhiên liệu và tập trung vào xe hai bánh, đồng thời là sẽ xây dựng các cái phương pháp tổng quan nhằm xây dựng các cái kịch bản để chuyển đổi sang sử dụng xe điện ở Việt Nam, trong đó tập trung vào xe hai bánh. Thế thì trong khuôn khổ của bài báo cáo thì bên cạnh cái việc xây dựng cái đường cơ sở nhiên liệu dành cho xe hai bánh thì tôi cũng trình bày một số cái kết quả liên quan đến việc xây dựng đường cơ sở nhiên liệu dành cho cái nhóm xe hạng nhẹ. Thì nội dung bài báo cáo gồm các phần được trình bày như trên slide, trong đó thì cái xin phép cái phần tổng quan về ô nhiễm môi trường từ hoạt động giao thông vận tải thì sẽ không được trình bày chi tiết vì là đã được các cái báo cáo tham luận trước đã trình bày cũng như diễn giải rất là chi tiết rồi. Tôi sẽ đi vào các cái phương pháp chính liên quan đến việc tính toán cái lượng tiêu thụ nhiên liệu của phương tiện theo cái chỉ số GFAI và thông qua đó để tính toán cái mức phát thải CO2. Và từ đó thì sẽ xây dựng hai cái ví dụ tính toán, là tính thứ nhất là cho xe ô tô hạng nhẹ ở Việt Nam và thứ hai là dành cho xe hai bánh. Từ các kết quả tính toán về cái đường cơ sở nhiên liệu đấy thì sẽ là một cái cơ sở quan trọng để giúp nhóm nghiên cứu đề xuất lộ trình chuyển đổi sang sử dụng cả xe điện hai bánh ở Việt Nam. Xin phép được nói qua về cái phần ô nhiễm môi trường. Như chúng ta biết là cái ô nhiễm môi trường thì cũng đã được các báo cáo tham luận trước trình bày rất là rõ. Ở đây thì tôi cũng đã trình bày một cái kết quả nghiên cứu của tổ chức UNEP liên quan đến việc cái tỷ lệ về đóng góp cái mức phát thải cũng như là cái tỷ lệ chia sẻ về phương tiện. Thì chúng ta thấy là đối với nhóm xe máy thì cái mặc dù cái mức phát thải của CO2 của nó thấp, tuy nhiên là số lượng của nó rất là lớn nên là cái tổng của mức phát thải thì nó cũng khá là lớn trong cái thành phần phát thải từ hoạt động giao thông vận tải. Thế thì để mà giảm cái mức phát thải từ cái phương tiện lắp động cơ đốt trong thì sẽ có nhiều cái nhóm giải pháp, trong đó có các cái giải pháp liên quan đến việc xử lý khí thải trên đường thải hoặc là các cái nhóm giải pháp liên quan đến cải thiện cái mức tiêu thụ nhiên liệu. Thế thì ở đây thì cái tổ chức UNEP cùng cái tổ chức năng lượng quốc tế cũng đã đề xuất ra một cái lộ trình nhằm cải thiện cái mức tiêu thụ nhiên liệu, thông qua đó thì sẽ làm giảm cái mức phát thải CO2 với cái mục tiêu là đến năm 2050 thì sẽ giảm 50% cái mức phát thải lượng tiêu thụ nhiên liệu cũng như mức phát thải CO2 trên toàn cầu so với cái kịch bản năm 2015. Thì để thực hiện cái mục tiêu đó thì sẽ cần phải tính toán cái mức tiêu thụ nhiên liệu của các cái nước, các cái quốc gia hoặc là các cái vùng cũng như là phát thải CO2 của các cái nước trên thế giới. Thì trên slide trình bày cũng một số các cái kết quả liên quan đến các cái tính toán cái lượng tiêu thụ nhiên liệu trung bình cũng như là cái phát thải CO2 của một số nước cũng như là các cái khu vực ở trên thế giới. Thế thì để tính toán được cái mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình cũng như là mức phát thải CO2 của các cái nước trên thế giới thì cái tổ chức UNEP cũng đã đưa ra các cái hướng dẫn gồm 6 các bước chính, trong đó bước thứ nhất là xác định đối tượng để tính toán. Ở đây thì thông thường là đối tượng sẽ được sử dụng để tính toán là xe mới được bán ra trên thị trường. Chúng ta có thể xác định là xe con, xe khách, xe tải, hoặc là ở Việt Nam thì có thể tính cho cả xe máy vì là chiếm cái tỷ phần lớn. Bước tiếp theo là sau khi xác định đối tượng nghiên cứu thì cần phải thu thập số liệu về phương tiện. Lát nữa thì tôi cũng sẽ trình bày chi tiết về các số liệu nào cần thu thập. Tùy từng cái điều kiện cụ thể của từng quốc gia thì số lượng về các số liệu này sẽ được thu thập từ đăng kiểm, từ hiệp hội các nhà sản xuất hoặc từ người sử dụng phương tiện. Sau đó thì đến các cái bước liên quan đến việc loại bỏ số liệu không phù hợp cũng như là cấu trúc lại dữ liệu. Từ đó thì sẽ tính toán cái chỉ số về mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình và phát thải CO2. Trên slide cũng trình bày một số cái ví dụ liên quan đến việc cấu trúc cũng như là xây dựng cái bộ dữ liệu. Chúng ta hiểu là cái mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình thì được ký hiệu là cái chỉ số GFAI, có thể được hiểu là cái lượng tiêu thụ nhiên liệu khi mà xe di chuyển 100 km. Ở đây thì tính trung bình cho cái tất cả các xe mới được bán ra. Và để tính cái chỉ số này thì cần phải thu thập các cái thông tin như là hãng xe bán ra này, mẫu xe, rồi năm sản xuất, rồi dung tích xi lanh. Ở đây cái mục số 4 thì có thể thu thập rất nhiều các cái thông số liên quan đến kỹ thuật, ví dụ dung tích xi lanh, khối lượng không tải, khả năng chuyên chở, rồi cái khối lượng về công nghệ áp dụng trên động cơ, có thể phun nhiên liệu điện tử hoặc là phun cơ khí.
Thứ năm là các thông số về lượng tiêu thụ nhiên liệu. Thì theo kinh nghiệm ở trên các nước ở trên thế giới như là Thái Lan thì họ có thể tính dựa vào các 10 hãng lớn bán ra trong các năm 2013 đến năm 2015 để làm cái cơ sở năm 2015 để sự so sánh. Và các nước như là bờ biển Nga hoặc là các nước Philippines thì họ tính cho một năm 2013 dựa trên các cái số lượng xe bán ra phổ biến. Thế còn trong nghiên cứu này thì chúng tôi sẽ lựa chọn các cái chủng loại xe bao gồm có 49 cái mẫu xe đối với ô tô hạng nhẹ và 25 cái mẫu xe là xe gắn máy bán phổ biến ở Việt Nam, và với mục tiêu là đảm bảo cái tỷ lệ khảo sát là sẽ lớn hơn 90% tổng số lượng xe bán ra trong các cái năm khảo sát. Thì sau khi mà thu thập dữ liệu thì nhóm nghiên cứu cũng đã phân tích cái hiện trạng về cái số xe bán ra ở đối với nhóm xe hạng nhẹ cũng như là xe máy tại Việt Nam. Thì trên slide quý vị có thể thấy là số lượng xe bán ra giữa so sánh với tỷ lệ nhập khẩu và cái tỷ lệ lắp ráp trong nước thì thấy là có sự chuyển biến rất là mạnh mẽ khi mà cái tỷ lệ nhập khẩu dần được giảm dần trong những năm qua và cái mức độ nội địa hóa của các cái xe cũng đã được tăng lên. Thì ở Việt Nam thì số lượng xe bán ra sẽ chủ yếu được phân phối, xe ô tô hạng nhẹ bán ra thì sẽ được phân phối bởi 7 cái hãng lớn. Thì để không ảnh hưởng đến uy tín cũng như thương hiệu cũng như là cái uy tín của các hãng thì nhóm nghiên cứu cũng đã mã hóa tên các cái hãng sản xuất xe cũng như là các cái model xe thì bằng tên các hãng 1, 2, 3, 4 cho đến 7. Và các cái xe, các cái mẫu xe thì cũng sẽ được đánh số thứ tự từ 1 cho đến 49 đối với ô tô hoặc là từ 1 đối với 25 đối với xe máy. Thế thì thị phần ô tô được bán ra ở Việt Nam sẽ chủ yếu tập trung được phân phối bởi 7 cái nhóm lớn là được đánh số từ 1 đến 7. Trong đó thì cái hạng xe số 1 thì chiếm cái tỷ trọng cao luôn từ 30 cho đến 40% ở trong các cái năm trước năm 2013. Tuy nhiên là sau năm 2013 thì thị phần có xuống là đảm bảo ở một mức độ ổn định từ 20 cho đến 25 cho đến 30%, trong khi các cái hãng khác thì duy trì từ 10 cho đến 15%. Đây là các cái liên quan đến số lượng của các cái hãng được thu thập, số lượng xe được thu thập và tỷ lệ của số liệu được thu thập so với tổng số lượng xe bán ra trong các cái năm. Có thể thấy là số liệu được khảo sát thì sẽ luôn duy trì ở mức từ 80 cho đến 91%. Nên là điều này sẽ giúp đảm bảo được cái độ chính xác của cái phép tính về mức tiêu thụ nhiên liệu cũng như là cái phát thải CO2. Thế còn đối với xe máy thì hiện nay xe máy ở Việt Nam thì sẽ chủ yếu được phân phối bởi 4 cái hãng lớn. Trong đó thì đối với cái số lượng xe của cái nhóm số 1 và nhóm số 2 sẽ chiếm cái tỷ trọng lớn nhất. Trong đó trong những năm gần đây thì nhóm số 1 có thể chiếm đến trên 80% cái thị phần. Trong đó tổng của nhóm số 1 và nhóm số 2 thì có thể chiếm đến trên 90%. Thì việc phân tích hiện trạng này nhằm sẽ đánh giá được cái nhóm nào hoặc là đối tượng xe nào sẽ ảnh hưởng đến cái mức tiêu thụ nhiên liệu cũng như là cái phát thải CO2. Và trong cái thời gian gần đây thì cũng có sự chuyển biến mạnh mẽ giữa các cái công nghệ áp dụng trên động cơ lắp trên xe máy. Ở đây thì nhóm nghiên cứu cũng đã xem cái công nghệ chính ảnh hưởng đến cái phát thải CO2, đó là cái công nghệ phun nhiên liệu hoặc công nghệ cung cấp nhiên liệu. Thì có sự chuyển biến rất mạnh mẽ giữa cái việc sử dụng các cái động cơ lắp cái bộ chế hòa khí ở trên các cái xe thế hệ cũ sang cái xe phun xăng điều khiển điện tử ngày nay. Quý vị có thể nhìn thấy các cái kết quả liên quan đến so sánh giữa số lượng xe bán ra theo hai cái nhóm công nghệ trên được trình bày ở trên cái hình 5 của slide. Dựa vào các cái số liệu về số lượng thì nhóm nghiên cứu cũng đã cấu trúc lại các cái số lượng xe theo từng cái mẫu xe. Thì như đã trình bày phần trước thì tên xe sẽ được giấu và đánh số từ 1 cho đến 49 đối với ô tô, và thu thập về mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khi mà xe di chuyển tầm 100 km. Và kết quả tính cái được cơ sở nhiên liệu của nhóm xe ô tô hạng nhẹ của Việt Nam trong các năm từ 2010 cho đến năm 2017 thì được trình bày như trên slide. Được cơ sở nhiên liệu có thể được định nghĩa là chúng ta sẽ vẽ cái quy luật thay đổi của cái mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khi mà xe di chuyển 100 km trong từng năm, sau đó chúng ta sẽ tập hợp lại để thành cái quy luật. Chúng ta có thể thấy là từ năm 2010 cho đến năm 2017
thì cái mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khi mà xe di chuyển 100 km thì đã được giảm từ cái mức khoảng 8,3 lít trên 100 km xuống còn mức khoảng 7,44 lít trên 100 km. Thì nhóm nghiên cứu cũng đã tập trung phân tích, đánh giá các cái yếu tố ảnh hưởng đến cái sự thay đổi về mức tiêu thụ nhiên liệu này trong các cái năm. Chúng ta thấy là ở trên đồ thị trên thì cũng đánh giá ảnh hưởng của cái loại xe, bao gồm xe sedan, hatchback hoặc xe SUV hoặc là xe pickup. Chúng ta có thể thấy là ở Việt Nam thì cái số lượng xe chủ yếu, xe ô tô hạng nhẹ chủ yếu tập trung vào cái nhóm xe sedan và xe hatchback. Và cái nhóm một chút nữa là về liên quan đến nhóm xe SUV. Thế thì khi mà cái nhóm sedan và hatchback này nó tăng trong cái khoảng thời gian từ năm 2013 cho đến năm 2016 thì nó cũng sẽ giúp cho cái mức tiêu thụ nhiên liệu, vì cái nhóm này nó thông thường nó sẽ có mức tiêu thụ nhiên liệu khi mà di chuyển 100 cây nhỏ hơn so với cái nhóm minivan hoặc là nhóm pickup, thì điều này nó sẽ làm cho tổng cái mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của cái nhóm phương tiện ô tô hạng nhẹ sẽ giảm xuống trong các giai đoạn từ năm 2013 cho đến năm 2016. Bên cạnh đó thì nhóm nghiên cứu cũng đã phân tích được cái ảnh hưởng của dung tích xy lanh. Ở Việt Nam thì có thể thấy là cái dung tích xy lanh phổ biến đối với các loại xe sẽ là loại dưới 1,5 và cái loại 2.0 lít. Thế còn cái loại trên 2.5 thì chiếm số lượng khá là ít. Và nhóm nghiên cứu cũng đã đánh giá được ảnh hưởng của cái khối lượng xe không tải đến cái mức tiêu thụ nhiên liệu của nhóm xe ô tô hạng nhẹ. Về cái mức phát thải CO2 thì bên sự cắt giảm cái lượng tiêu thụ nhiên liệu trung bình đấy thì sẽ dẫn đến là cái mức phát thải CO2 đối với nhóm xe ô tô hạng nhẹ cũng đã được giảm từ 192 gram trên 1 km xuống ở khoảng 170 gram trên 1 km trong năm 2017. Thì nhóm nghiên cứu cũng bên cạnh việc tính toán cho ô tô hạng nhẹ thì tập trung chính vào tính toán cho cái loại xe phổ biến ở Việt Nam là xe hai bánh. Thì trên slide cũng trình bày các kết quả liên quan đến việc thu thập dữ liệu về số lượng phương tiện xe hai bánh cũng như là mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình. Thì căn cứ vào cái kết quả thu thập đó thì nhóm nghiên cứu tính toán được cái chỉ số cái đường cơ sở nhiên liệu thì dao động cỡ khoảng từ 2 cho đến 2,3 lít trong 100 km đối với xe gắn máy. Thì các cái kết quả nghiên cứu cũng được phân tích để đánh giá ảnh hưởng của các cái yếu tố công nghệ, ví dụ như dung tích xy lanh đến cái chỉ số lượng tiêu thụ nhiên liệu trung bình. Kết quả nghiên cứu được cung cấp trên slide có thể thấy là ở Việt Nam hiện nay thì cái dung tích xy lanh chủ yếu được sử dụng đối với cái nhóm xe dưới 120 cm khối là phổ biến. Thế thì trong những năm gần đây thì cũng có sự chuyển biến rất là đáng kể khi mà đối với cái nhóm xe mà trên 150 cm khối. Thì việc mà tăng các cái nhóm xe mà có dung tích xy lanh dưới 120 cm khối thì cũng sẽ làm giảm cái tiêu thụ nhiên liệu trung bình của toàn bộ cái nhóm xe máy. Nhóm nghiên cứu cũng đã tính các cái kết quả đánh giá được ảnh hưởng của cái khối lượng xe không tải đến cái mức phát thải xin lỗi đến cái lượng tiêu thụ nhiên liệu trung bình của nhóm xe máy thì được trình bày như trên slide. Ở Việt Nam thì thông thường sẽ là các cái xe có cái khối lượng xe không tải là từ 100 cho đến 110 kg đối với xe máy. Dựa trên các cái kết quả tính toán về cái mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình đối với xe máy thì nhóm nghiên cứu cũng đã tính toán được cái mức phát thải CO2 đối với xe máy là từ 50 cho đến 53 gram trên CO2 trên 1 km. Và dựa vào các cái kết quả tính toán liên quan đến mức phát thải CO2 cũng như là cái mức phát thải của cái nhóm xe lượng tiêu thụ nhiên liệu trung bình cũng như mức phát thải CO2 của những xe gắn máy thì nhóm nghiên cứu cũng đã đề xuất được cái lộ trình chuyển đổi sang sử dụng động cơ điện ở Việt Nam nhằm thay thế cho xe hai bánh lắp động cơ diesel truyền thống. Thì cơ sở để đề xuất cái lộ trình sẽ được dựa trên bốn cái nhóm chính. Thứ nhất là xu như chúng ta đã biết là trong các báo cáo trước cũng đã trình bày là cái xu hướng phát triển cũng như là sử dụng xe điện ở trên thế giới như là một cái xu hướng tất yếu hiện nay. Thứ hai là căn cứ vào tình hình tiêu thụ và sử dụng xe điện ở Việt Nam hiện nay, rồi căn cứ vào năng lực sản xuất cũng như cung ứng xe điện của các doanh nghiệp ở trong nước
cũng như là căn cứ quan trọng nữa là liên quan đến lợi ích về mặt kinh tế và năng lượng khi chuyển sang sử dụng xe điện. Thì nhóm nghiên cứu cũng đã đề xuất ra cái lộ trình chuyển đổi sang sử dụng xe gắn máy điện, trong đó là cố gắng trong cái giai đoạn từ năm 2021 cho đến năm 2030 sẽ chuyển đổi từ 5 cho đến 7% cái tổng cái lượng xe lắp động cơ đốt trong sang sử dụng xe điện hiện nay ở Việt Nam. Thế thì với cái biện pháp chuyển đổi như vậy thì cái mức cắt giảm CO2 theo các cái tỷ lệ chuyển đổi cũng được trình bày như trên slide, có thể thấy là nếu mà với cái tỷ lệ chuyển đổi đấy thì cái mức cắt giảm, cái mức phát thải CO2 có thể lên đến 50% so với việc chúng ta, so với cái kịch bản mà chúng ta không sử dụng cái việc chuyển đổi này. Thì trên đây là một số các cái kết quả chính liên quan đến cái phương pháp mà tôi đã trình bày liên quan đến việc xây dựng các cái phương pháp tính cái đường cơ sở dữ liệu, cũng như là căn cứ vào cái phương pháp xây dựng đường cơ sở dữ liệu đó để chúng ta xây dựng các cái kịch bản nhằm hướng tới việc chuyển đổi từ việc sử dụng xe lắp động cơ, xe hai bánh lắp động cơ đốt trong sang sử dụng xe điện ở Việt Nam. Nên là xin cảm ơn các quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin hết. Thank you, Dr. Chuan, for your presentation. And please, all the participants, if you have any question, please feel free to send in your the chat book. And as I see in the chat book now, actually, many of our participants are very interested in Professor Bang's presentation. And if we have time, then we can come back to the question later in the discussion session. Otherwise, you can also email Professor Bang, and maybe we can discuss further in the coming time. And also for this training, we also provide a certificate of participation. And after the training course, and after you have done our survey, then we'd like to send you the soft copy of the certificate to your email. And now I'd like to invite Ms. Yi Guiyan Yang from Sustainable Mobility ECLAY. To present about the stakeholder engagement in planning and implementing low emission zone example from East Asian cities. And just brief information about Ms. Yang. She is the Sustainable Mobility Officer at ECLAY World Secretariat. She co-leads the ecologistic initiative at ECLAY, working with cities and industries in sustainable urban freight policy planning and solutions implementations. Her expertise include urban freight transport emission accounting and reporting, transportation policy scenario building, sustainable urban mobility development in Asia, Europe, and Latin America. Yi Guiyan has a master in Erasmus Mundus Global Studies from University of Vienna and Leipzig University. She has previously worked for NGOs in the fields of sustainability, climate change, and urban policy. Please welcome Ms. Yi Guiyan Yang. Thank you very much for the introduction. I need some help with the presentation. Thank you also for the local teams for translating everything in Vietnamese. And so my name is Yi Qian. Thank you very much for having me here. And it's a great pleasure to be part of the training and also to be able to have the chance to engage with you all. So as moderator kindly introduced, like I am Sustainable Mobility Officer at ECLAY World Secretariat. Could you please move to the next slide? So for those who are not familiar with ECLAY is a global network of more than 2,500 local and regional governments worldwide.
ECLAIR is also active in more than 125 countries, and we have 24 offices worldwide. So could you move to the next one? Thank you. So in today's session, I will be mainly talking about the basic concepts of low emission zones and also some good practices mainly in East Asian cities, which includes Seoul, Taoyuan, and Suzhou. And when we have time, I will also introduce a little bit about the LEC implementation in Barcelona. And then it will be followed by some key takeaways from this presentation. Yeah, next, please. So I think you must have also learned from other trainings and through previous presentations about low emission zone. So basically it refers to areas where the most polluting vehicles are prohibited from traveling. And this concept was first introduced in Sweden and mainly aimed at stimulating like old heavy trucks and also buses. And then you also have the concept of zero emission zone. So basically it refers to the areas in cities where only zero emission vehicles are allowed. And currently on the market there, that refers to also battery electric vehicles and also hydrogen fuel cell vehicles, et cetera. And of course also in a lot of cities that also includes other sustainable modes of transport, such as walking, cycling, electric vehicles, and et cetera. So why are we talking about low emission or zero emission zone? Could you move to the next slide? Yeah, so the concept was first introduced in reaction to the air quality crisis in Europe and of course also worldwide, as air pollution has become the world's biggest environmental health risk according to WHO. And for instance, in Europe, the toxic air is also estimated to decrease life expectancy of the Europeans by an average of almost 1 year. And also some evidence shows, especially for the poor people, they are disproportionately affected by air pollution. So that's why there are some studies, for instance, made by Transport and the Environment, which is an NGO in Europe. They did some studies and it reveals that the evidence suggested existing low emission zones have already effectively reduced air pollution, in particular the particulate matters and also nitrogen dioxide, etc. And of course, more than air pollution, I mean, apart from the benefits of improving air quality, could you move to the next slide, please? And it also has other benefits, which includes, for instance, reducing emissions and also reducing congestion and also increasing safety for other road users and especially vulnerable road users. And also it will also help encourage the deployment of zero emission vehicles and also the establishment of infrastructure and also its adoption. And of course, like eventually, the aim is to help improve the livability of the local residents in these cities where low emission zones are implemented. And next, I will also introduce mainly, for instance, the stakeholder engaged part in Taoyuan and also in Suzhou and Barcelona. So, as you might have known, Seoul is the capital of South Korea and it is home to 9.7 million citizens. And it is hence one of the most densely populated cities in the world. And like many other cities worldwide, Seoul and also the transportation system faces like some challenges, like also increasing greenhouse gas emissions, air pollution, and also congestion, etc. And in the city, the transportation sector accounts for around 1/5 of its total emissions, based on the data in 2018. And faced with these challenges, Seoul adopted a comprehensive climate strategy, which is called Promise of Seoul, actually at the ECLAIR World Congress in 2015. And then they aim to reduce the emissions by 40% by 2030 compared to the 2005 level. And of course, Seoul also has a long tradition of strategizing climate change related policies and also envisions its transportation vision to be environmental friendly and also people friendly. So in this context, could you move to the next one? In this context, they have introduced the concept of low emission zone and also green transportation zone. So in
2017 already, the Seoul Metropolitan Government, they banned these low-grade vehicles, which includes a total of 400,000 like nationwide and also 100,000 within the metropolitan region. So that includes from driving in Seoul and during these severe air pollution episodes of the season. And also in 2018, the concept of low emission zone also has been extended to other adjacent local governments around Seoul. So these will help also control the impact of emissions and also air pollution in the metropolitan region. So how does the green transportation zone work exactly? Basically, like the Seoul metropolitan region, they designed this Hanyang Green Transport Area, which is in Seoul's inner city wall area. And then this area covers 8 neighborhoods and it covers around 16.7 square kilometers. And also the Seoul metropolitan region, they built an ICT system, basically also restructuring the roads and also limiting these polluted vehicles operation in the congested areas. Also mainly on weekdays from 6 a.m. to 9 p.m. And also it includes like weekdays and also holidays. So how this system is enforced, basically it is monitored through the traffic management system, which is implemented in 45 access points of the whole area of the green transportation zone. And there are also some measures when, for instance, the vehicles are not compliant with these regulations. That means like when you don't, when the vehicles are more polluted than grade, like the levels, below grade 5, that means like you need to pay around 73 euros for your first violation. And also the fine will increase if you, for instance, reaches your third violation. So these program, of course, there are also some exemptions, which includes like emergency vehicles or the vehicles that are used by people with reduced mobility, etc. So as such, like, this program is also expected also to enhance the public's awareness on environment. Could you move to the next one? Yes. And apart from that, also the SMG, they also offer some financial support for the residents living in the green transportation zone, and also some also work-related vehicle owners to help them to upgrade their vehicles' pollutant reduction devices. That would include, for instance, provisionally, the Seoul metropolitan region, they will offer support of up to 2.5 million Korean won, which is equivalent to around 1,800 euros for the residents to buy low emission, low pollution vehicles. And apart from that, also as an additional subsidy, if they decide to buy a new vehicle. And apart from that, they also offer around 3 million Korean won, which is equal to 2,200 euros for the vehicles to install the DPF devices, which is a diesel particulate filter device for scrapping the old vehicles. And that applies to the vehicles that are below 3.5 tons of gross vehicle weight. Next one, please. Yeah. And then, so based on the achievements, or the benefits the current green transportation zone has brought, in 2020, in November, the Seoul metropolitan region also announced that it will additionally add two more areas as part of the green transportation zone, which includes the Gangnam and also Yeouido neighborhoods. And in these two green transportation areas, some other smart mobility solutions are also deployed. For instance, also the use of autonomous buses will be also tested there, and also some e-mobility charging infrastructure, et cetera, will also be provided in these two areas. So how does Seoul basically engage with the citizens or engage with the relevant stakeholders in expanding these areas? So basically under the applicable law, the city government, they already has some discussions with, for instance, the
Ganangu office and also the Ministry of Land, Infrastructure and Transport, and also the Incheon Metropolitan City, which is the neighboring city that is adjacent to Seoul, and also other local transportation committees. And then they finished the review, and then that's why these two areas are designated. And of course, also citizens' opinions have also been collected through the administrative notice and also other processes. And then that's why the coverage of these two zones was decided based on land utilization and also economic activities, et cetera. And apart from the expansion of transportation zone, of course, Seoul has also a range of other measures to encourage the citizens and also encourage the uptake of sustainable modes of transport. As you can see also here on the slides, it's the Sejong Dairo road, and then they expanded. Basically, it was a 12-lane road before, which is hardly seen probably in any other cities, and then so reduced this lane and converted them to walkways, and also through this pedestrian forest paths project, and also to establish or expanded the width of the bike lanes. And apart from that, of course, they are also increasing the number of city bikes, and also installing like more bike lanes, and also limiting, for instance, car speed in the inner city, and also, for instance, more crosswalks, and also providing EVs, etc. So currently, for instance, in Seoul, there are also these green shuttle buses that are running and connecting different neighborhoods of the city. As you can see here, is also some preliminary result of the green transportation zone. So since its implementation, the Seoul Metropolitan Government has observed that there has been a significant reduction of total traffic, and also there's also a very obvious reduction also of the grade 5 vehicles, which is the vehicle that is prohibited from traveling in the green transportation zone, also by 23.5% as compared to the December 2019. So, and also accordingly, the fine particular matters have also reduced significantly. That includes the PM10 and also PM2.5. And of course, in general, the restructuring of these roads and also streets has also led to more walking spaces and less traffic in general, and hence also improving the air quality in Seoul, and also help address some of the issues related to, for instance, traffic congestion, and also to help Seoul to move towards sustainable urban mobility in general. And the next example that I'm going to give is about Taoyuan. So for those who are not so familiar with Taoyuan, it's a city located in Taiwan, which is the main entrance to Taiwan, actually. And it has 2.2 million inhabitants in the city. And probably you are also familiar that Taoyuan International Airport is actually one of the busiest airports actually in East Asia. And Taoyuan City currently is also the chair of ECLIS Ecologist Community, which is the first city network that is committed to a sustainable urban freight transport future. Next one, please. So in Taoyuan, for instance, they have set up the air quality protection zone, and it was led by the Environmental Bureau. And in this zone, there's also a voluntary labeling system that is in place to help inspect and also rate these polluted vehicles. And the polluting vehicles are basically prohibited from entering this zone. And the next example that I'm going to give is mainly about a demonstration project that is currently in Daxi. So under the ecologist community, we are currently implementing 5 demonstration projects in Taoyuan, and one of them is called Daxi. And so just to give you a little bit of background, Daxi is actually
district of like historical and also commercial importance in Taoyuan. And then the old streets are often mixed used streets with commercial residential areas and also public space. But the thing is, like, given the background of that, the local residents, they are complaining of the air and the noise pollution and also congestion because of the increased traffic volume and also congestion. And that's why the city has hosted a series of consultations also with the local residents and the logistic providers. And then that's through the various consultations, they proposed the establishment of a solar powered consolidation center and also a demarcation of a traffic quiet station. And I will introduce to you a little bit later about how the engagement was done. Yeah, exactly. So Daxi, as you can see also from the photo, the low emission consolidation station was actually formerly a public parking area, and it functions now as a shared warehousing and a transfer station. So basically the truck drivers, they will collect the shipments from bigger trucks and then to redistribute them with small electric scooters. And then also in this area, they have also adopted automated technology also for more efficient storage and also delivery system. Next, please. And then also, for instance, in this silent and low speed zone, as you can see also from the photo, how Taoyuan City has illustrated, this is a zone where they only allow electric scooters to go through, and also it gives priorities, for instance, to also pedestrians and the cyclists, and such also, of course, also helps improve the safety of the vulnerable road users. Next one, please. So exactly, how did Taoyuan approach the stakeholders that were involved in this project? So basically, based on the materials that were sent or shared by the colleagues from Ecologist office in Taoyuan, they mentioned that more than 60 meetings were held actually with multiple stakeholders that includes, of course, also public and private sectors, and also logistic companies and relevant associations and local communities, et cetera. And they've also done, for instance, expert consultations and also community interviews and also some working meetings and capacity building related activities, et cetera. So for instance, from also interviews, next one, please. Yeah, so basically also from the interviews, they try to identify the local needs of different stakeholders. Just to give you an example, for instance, for the logistic managers, they would say like most of the managers, they agree that the greening of a supply chain is actually an inevitable development of future logistics, but they couldn't understand the concept. So that's why the colleagues from Taoyuan Ecologist Office and also the city officials, they try to communicate with them the concept or the co-benefits of introducing the ecologist concept into the plan, into the city planning, and also into the general benefits for the local business there. And then their feedback and all suggestions were collected, of course. Exactly. So as you can see, for instance, from the table, it's basically like different groups of stakeholders, and then they try to differentiate their different needs and to see how to address those needs basically within the whole framework of ecologistics. Next one, please. Yeah. For instance, also from these charts, and you can also see like how freight traffic is affecting the local businesses and also the local residents. And then by identifying the needs of introducing, for instance, environmentally friendly vehicles, they came up with the concept of the low speed zone or traffic zone that I previously mentioned, and also the concept of the consolidation station at the periphery of the Daxi Street. Next one, please. Here is also, there are also more photos about the mobile workshops the Ecologist Office colleagues took, and also together with the city governments as well as other stakeholders. So what they did is just that you can see on the right side, there is a mobile
a map. It's basically they walk through the whole district of Daxi and then try to understand the history, also the activity, economic activities behind it, and then try to come up with solutions that would best, let's say, accommodate the different interests and all different needs of the stakeholders. Next one. So just to put it in a nutshell, so basically through the Daxi case, like the public and also private stakeholders were involved in the consultation and also in the various meetings. And of course, within the local governments, it also includes not only transportation bureau, but also some environmental bureaus or other relevant parties. And apart from that, of course, you need to engage also with the representative from the industry, from the private companies, and also from other research institutions or academia who are more neutral parties in this process, and of course also the local residents. Mm-hmm. Could you move to the next one? Yeah, so the third case is about Suzhou, which is it's a prefectural level tourist city in Jiangsu province, which is located in the east of China, and then it's about 100 kilometers away from Shanghai. And now it is one of the major central cities in the Yangtze Delta area, and also it's a national high-tech industrial base. Because of the rapid economic development and also the growth in the population, the city of course now is currently also transitioning to a highly urbanized society, and hence they are also challenged with issues related to air pollution, congestion, and also they also face issues like space scarcity also for logistic vehicles, etc. So against this background, the Suzhou government, they basically researched and also released a policy, a right-of-way policy for the new energy logistic vehicles in its urban area. The new energy vehicles includes, of course, also like electric vehicles or fuel cell vehicles and hybrid vehicles. And as such, given this policy, basically in its ancient city, it's demarcated as the green logistic demonstration zone. And then in the zone, the new energy logistic vehicles are allowed to park temporarily in the vehicle lanes, especially in the off-peak hours for its loading and also unloading activities. And apart from that, of course, the city also tried to provide more parking lots for these new freight vehicles. So this is, these are basically the three examples are drawn from a paper that ECLA has produced. It's called Ecologists in East Asia. So of course, if you want to read a bit more about this case and how the stakeholder engagement was done, and also how the cities are promoting sustainable urban freight in general and also sustainable urban mobility in general, feel free also to reach out, and I can also share the link later in the chat. So the next case is focused on Barcelona, which is also, we also got information from the colleagues from the metropolitan area of Barcelona. And then as such, this information is also based on the previous presentation that was done by the colleagues. So basically, Barcelona metropolitan area is one of the largest metropolitan areas in Europe, and it covers more than, it has more than 3.2 million inhabitants in this whole area. And then, next one, please. And then the low emission zone in Barcelona basically is implemented within its ring roads. And then it is an area that covers 95 square kilometers, which you can see from the map on the left. It's the green area. And then it includes Barcelona and also the municipalities adjacent to the ring roads, where basically the traffic of the most polluting vehicles are gradually restricted. And as you can see in the middle, they have like four labels. So these vehicles are basically restricted from on a gradual basis, depending on the DGT environmental label, which are the color labeled
environmental labels. And that it's also enforced from 7 to 8, from Monday to Friday. Yes. So, which is this, so how the LEZ in Barcelona is enforced, basically it's also quite similar to the green transportation zone in Seoul. For instance, the vehicles, they are monitored by the automatic monitoring system. So in the whole metropolitan area, they have more than 120 license plate reading cameras, and then they will detect basically which vehicles are compliant with the regulations, and also to be able to detect their labels. And these give the local authority also the details of the vehicles that are identified, and also it gives the information, for instance, if the vehicles that are not compliant, they are subject also to penalties. So basically, excuse me, apart from the penalty and also the exemptions that previously mentioned, of course, they also have this information website. So if you click on it, then you can see actually it's very informative, and it includes, for instance, questions about what the low emission zone is and about why the metropolitan area is implementing the scheme, and also like some basic frequently asked questions, like about permits or about some exemptions, etc. So as the preliminary also analysis shows that basically the total number of the visits on these websites has already exceeded 1 million records, and then they also receive more than, for instance, 5,000 calls every month. And then there are also more than 70,000 requests on user-related registrations for the exemptions, et cetera. So apart from that, of course, in Barcelona, the implementation of the low emission zone also goes hand in hand with efforts to improve public transport. That includes also like some subsidies to purchase low emission vehicles, and also support of the vehicles in terms of taxes, in terms of tolls, and also other fees that are related to mobility. For instance, for transport, you can opt for a free transport card for 3 years if you decide to remove or dismantle your old vehicles. Next one, please. So I think we are running a bit out of time, but just to sum up, low emission zones, so basically based on all these examples, and of course also in other cities worldwide, it has demonstrated its benefits, and also it has become a widespread policy instrument to regulate urban excesses. And it's based on what I have, for instance, presented before, you can also see it's a powerful tool actually to improve the air quality and also reduce emissions in these cities. And to successfully implement and plan for the low emission zones, as local government officials, you have to also, of course, secure the support that would include the support from the business groups and also from different government authorities at the local and also regional level, and also different representatives of public interest groups, etc. So, and for cities, you should also run, for instance, public consultations and also public awareness raising campaigns to basically promote and increase the understanding of how it works, and also the benefits that it will deliver, help also to address the concerns of the general public. And of course, more importantly, it is more than about keeping the citizens informed and how they operate and how they will be affected. It's also important to provide supporting measures that will include, for instance, some financial support for citizens and small business to switch to clean vehicles, and also to ensure that other sustainable transport modes are also provided and then to become more attractive. I think that is all for my presentation. If you want to know more, of course, you can also browse our website. Thank you very much. I hope I didn't run over too much time. Thank you. Thank you very much, Ms. Yi Piyan, for your presentation. And we hope that we will have further discussion with you after this training. Any question addressed to Ms. Yi Piyan, please send us by email so that I can
we can forward to our presenter today. As you have heard about the regional planning and experience for low emission zone and even Vietnam, and now we come to Hanoi with Ms. Lê Thanh Thuy from Hanoi Environmental Protection Agency under the DONREP. And she's environmental activist and also a very, very famous environmental senior officer in environmental topic. And she has more than 20 years of experience in the field of environmental management, including 10 years experience at HES project management and communication of Hanoi EPA. And now she is facilitating project and regulation on clean air studies and solution for Hanoi. And now please welcome Ms. Thuy for presenting on the implementation of low emission zone in Hanoi with a very short sharing. Thank you. Good afternoon, everyone. I'm Thuy. I'm from Hanoi EPA, and I've just been introduced by the MC, so I'm not going to talk much about me. And I think like other presenters, maybe I'm going to speak in Vietnamese so that most of the participants can understand better than my English. I think so. So may I speak in Vietnamese? Vâng, xin chào tất cả các anh, các chị. Có lẽ là tôi cũng là người mà gần như là đang trình bày gần cuối của cái buổi training ngày hôm nay, vì vậy thì chắc là tôi cũng không dự kiến là sẽ không nói nhiều, mà tôi sẽ chỉ xin là có một vài comment và chia sẻ một chút về cái nỗ lực của Sở Tài nguyên và Môi trường. Có lẽ là như vậy thì nó chính xác hơn là thành phố Hà Nội, bởi vì là chúng ta cũng đã nghe thì anh Khiêm hay anh Bằng cũng đã nói một chút liên quan đến những cái nỗ lực của thành phố Hà Nội hay Hồ Chí Minh hay một số những cái thành phố lớn khác ở Việt Nam trong cái nỗ lực để thực hiện những cái chương trình liên quan đến cái low emission zone. Chúng ta cũng có thể nhìn thấy là vừa rồi thì một trong những cái chủ đề rất là nóng mà anh Khiêm chắc là phần đầu cũng đã trình bày, đó là nói đến cái việc là hạn chế thực hiện cái đề án một số những cái giải pháp về thu phí khí thải, thu phí các xe ô tô khi vào nội thành, để trong cái nỗ lực để thực hiện cái đề án về giảm ách tắc giao thông. Rồi chúng ta cũng đã nghe thấy một số những cái chia sẻ về hiện trạng ô nhiễm không khí của thành phố Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh, rồi những cái rào cản khi mà thực hiện LEZ mà anh Bằng cũng đã đưa ra. Tuy nhiên là tôi xin có một chút bình luận trước khi mà tôi nói thêm một cái phần về giải pháp của Sở Tài nguyên Môi trường. Đó là chúng ta nhìn thấy rằng là khi còn chắc là lúc nãy thì anh Bằng cũng đã nhắc đến một phần rất là nhỏ. Đó là khi chúng ta nhìn vào, rõ ràng đây là một cái giải pháp, việc thu phí là một cái việc cần phải làm và một số các nước trên khu vực và cũng như là trên thế giới đã làm rồi. Nhưng tại sao chúng ta vẫn nhận được những cái question, những cái vấn đề phản ứng từ phía dư luận, và chúng ta cần phải nhìn lại như là một trong những cái nhà chính sách, đó là chúng ta nhìn lại những cái phản ứng từ xã hội đó, vì chúng ta nhìn lại cả cái quá trình mà xây dựng chính sách của chúng ta thì chúng ta đã đưa ra được một số những cái rào cản như anh Bằng đã đưa ra, đó là cơ sở về mặt khoa học, hay là chúng ta tiếp cận ở đây là vùng phát thải thấp thì nó không chỉ là giảm ách tắc về mặt giao thông mà nó còn là phần là giảm cải thiện môi trường không khí, giảm phát thải khí thải tại tại những cái khu vực mà chúng ta dự kiến là hạn chế và xây dựng thành những cái phần là low emission zone. Nhưng chúng ta nhìn thấy là rõ ràng là khi mà lên truyền thông, Sở Giao thông Vận tải còn là thành phố, khi đưa ra truyền thông thì chúng ta sẽ đưa ra mục đích chính, đó là giảm ách tắc giao thông, và cái phần mà giảm khí thải thì nó rất là mờ nhạt. Và người dân khi bàn luận thì chúng ta cũng thấy là người ta sẽ chỉ tập trung vào cái phần là phí và tại sao lại phải thu phí, và với một cái lý do là giảm ách tắc giao thông, và người ta sẽ chỉ bàn luận vấn đề đó. Vậy thì đây cũng là một trong những cái bài học kinh nghiệm mà những cái người làm chính sách như chúng ta ở đây thì chúng ta phải xem xét rất là kỹ. Và chúng ta nhìn thấy là như là diễn giả trước của tôi cũng vừa mới nói đến, một số chị Gigian
thì chị cũng đã nói đến những cái case study ở Seoul hay là Barcelona, thì họ làm rất là bài bản và họ đưa, họ đã làm survey rồi họ làm, họ đầu tư các giải pháp đồng bộ như vậy. Và bây giờ thì tôi xin giới thiệu rất là nhanh một trong những cái nỗ lực của Sở Tài nguyên Môi trường mà chúng tôi đã làm trong cái nỗ lực để cùng với cả thành phố Hà Nội, cùng với cả Sở Giao thông Vận tải để chúng tôi đưa ra được một cái nỗ lực để có thể thực hiện cùng với những cái nỗ lực để mà có thể thực hiện được cái đề án giảm ách tắc giao thông này. Thì không biết là bên host có cấp quyền cho tôi được share screen không ạ? Dạ chị share đi ạ, em có thể chị share đi ạ, em stop share. Vâng, bây giờ đã được rồi ạ. Đó là thực ra thì chắc là cũng có một chút để cũng chia sẻ và cũng khoe một chút nữa. Đấy là chúng tôi sẽ dự kiến thực hiện một cái chương trình là Motor Clinic. Đây là một cái chương trình mà chúng tôi cùng với nỗ lực của thành phố Hà Nội, và như đã nói thì hầu hết các phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội khoảng gần 6 triệu xe gắn máy, là xe mô tô và xe gắn máy. Và chúng tôi dự kiến là sẽ kiểm tra xem là vậy thì cái việc phát thải của xe máy này nó vào thành phố Hà Nội nó có đáng để chúng ta có thể xây dựng cái lộ trình để giảm ách tắc giao thông hay không. Và đây là một cái cơ sở khoa học. Tuy nhiên là cái cơ sở khoa học này chúng tôi muốn nghiên cứu thêm cả yếu tố về mặt xã hội nữa, chúng tôi gọi là cái cơ sở khoa học xã hội này, để xem là cái việc phát thải như vậy và nếu quả thực là cái việc phát thải của nó đáng thì người dân cũng sẽ được thuyết phục khi mà thực hiện những cái chính sách mà thành phố đang được ban hành. Tôi xin đi qua rất là nhanh. Tôi xin chia sẻ là đây là một trong những cái nghiên cứu mới nhất của Ngân hàng Thế giới. Cũng phải nhấn mạnh lại rằng trong thời gian vừa rồi thì Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã cùng với một số các tổ chức và riêng với sức khỏe mà liên quan đến ô nhiễm không khí, chúng tôi có hai cái nghiên cứu. Nghiên cứu thứ nhất đó là chúng tôi phối hợp với cả tổ chức Live and Learn và trường Đại học Y tế Công cộng để thực hiện một cái nghiên cứu liên quan đến là đánh giá phơi nhiễm sức khỏe từ bụi PM2.5. Chúng tôi cũng phối hợp với cả Ngân hàng Thế giới để thực hiện một cái nghiên cứu khác liên quan đến bụi PM2.5 hay bụi này. Thì chắc là trước đó thì như anh Bằng cũng đã chia sẻ một số cái nghiên cứu, cái kết quả từ phía Đường Y tế Công cộng rồi. Còn đây là tôi xin chia sẻ là cái kết quả từ phía Ngân hàng Thế giới khi mà chúng tôi thực hiện. Thì theo cái kết quả nghiên cứu này chúng ta nhìn thấy rằng là 40% dân số của thành phố Hà Nội thì sẽ bị phơi nhiễm bởi bụi PM2.5 khi mà vượt ở mức là trên 45 microgram trên mét khối, và nó sẽ cao hơn gấp 5 lần so với cả cái guideline đưa ra của WHO. Tôi xin nhấn lại là đây là cái guideline cũ, đây là cái báo cáo mà trước khi guideline của WHO đã ban ra một cái guideline mới hơn. Hoặc là ở đây chúng ta có thể nhìn thấy rằng là cái key primary PM2.5 sources in Hà Nội thì một trong những một cái nguồn chính mà dẫn đến những cái nguồn về bụi sơ cấp của bụi PM2.5 của Hà Nội, đó là chúng ta có cái phần về cái road dust và cái phần transport. Thì đây là hai trong năm cái nguồn chính mà chúng tôi nhận được sau khi mà chúng tôi tiến hành cái kiểm kê nguồn thải. Thực ra đây là verifying data thì đúng hơn là kiểm kê, và chúng tôi sử dụng cái mô hình Gaines để đưa ra được những cái nguồn từ PM2.5 sơ cấp này. Và thực ra thì theo cái mô hình Gaines thì chúng tôi cũng thấy rằng là một nửa cái bụi bụi mịn hay bụi lơ lửng này thì nó chính là cái bụi thứ cấp, bụi secondary particulate matter, và trong đó thì giao thông nó cũng chiếm đến 14%, nó chỉ đứng sau cái biomass burning, là cái thực ra đây còn cái lẽ là đốt mỡ, chủ yếu là biomass hoặc là cái đốt rác đốt mỡ là nhiều hơn. Còn lại thì là những cái nguồn khác, thì các quý vị có thể nhìn trên cái bảng này, và tôi đi rất là nhanh vì thời gian cũng không có nhiều. Và vì vậy thì với những cái nỗ lực như thế thì chúng tôi Sở Tài nguyên Môi trường quyết định là thực hiện một cái chương trình chúng tôi gọi là Motor Clinic. Cái Motor Clinic này có nghĩa là như thế nào? Thực ra thì cách đây khoảng 15 năm chúng tôi đã thực hiện một cái chương trình với World Bank, lúc đó thì nó còn rất là sơ khai. Và sau đó thì đến năm 2018-2019 thì Viện Giao thông, Viện Công nghệ Giao thông, Viện Khoa học Công nghệ của Bộ Giao thông Vận tải thì cũng đã thực hiện một cái chương trình này.
Và cũng đã có một số những kết quả thì tôi share một chút của bên ITST đó. Nhưng mà lần này thì đây là sự tham gia chính thức của Sở Tài nguyên và Môi trường mà chúng tôi phối hợp với Hiệp hội Xe Máy và với tổ chức Live and Learn và một số tổ chức khác. Chúng tôi muốn in ghép tất cả các doanh nghiệp và cũng như là các tổ chức NGO vào để chúng tôi có thêm các nguồn lực để thực hiện. Và chúng tôi dự kiến là sẽ kiểm tra khí thải trên 5.000 xe máy và trong thời gian là 3 tháng là tối đa. Và chúng tôi sẽ thực hiện tại các cái điểm đại lý của hệ thống xe máy của VAM, là gồm các xe máy của trong Hiệp hội Xe Máy của Nhật là chủ yếu. Và với mục đích là để gì ạ? Để chúng tôi xây dựng ra được cái kịch bản về kiểm soát khí thải xe gắn máy và đưa ra những cái lộ trình để thực hiện cái kịch bản này. Đây là một cái vực rất là quan trọng, bởi vì sao? Khi mà chúng tôi đánh giá được đo kiểm cái khí thải này, chúng tôi tiến hành tham vấn để xây dựng ra những cái chính sách, những cái kịch bản để đưa ra những cái lộ trình cụ thể là điều rất quan trọng. Nó có những cái cơ sở khoa học cũng như là những cái ý kiến của những phản ứng của cộng đồng. Cái thứ hai nữa là chúng tôi bên cạnh việc là đưa ra những cái kịch bản về mặt chính sách thì chúng tôi cũng muốn đưa ra dựa trên cái cơ sở, những cái cơ sở dữ liệu như vậy thì chúng tôi sẽ đưa ra được những cái giải pháp về kiểm soát khí thải cho xe gắn máy. Thì đây là những cái giải pháp mà có thể thực hiện được theo từng lộ trình như là ngắn hạn, dài hạn, trung hạn và dài hạn. Đây là cái quy trình mà chúng tôi sẽ tiến hành đo kiểm khí thải xe máy. Xin nhắc lại rằng là nếu như trong năm 2017, 18, 19 thì ITST cũng đã tiến hành đo tại cái phòng lab theo là không tải, thì hiện nay chúng tôi sẽ sử dụng cái thiết bị đo nhanh mà bên phía Hiệp hội Xe Máy, bên phía VAM sẽ có đã có đầu tư 8 cái thiết bị đo nhanh này để chúng tôi tiến hành đo nhanh. Đo nhanh thế này để làm gì ạ? Để chúng tôi đánh giá theo cái xu thế là chính, và chúng tôi sẽ đánh giá cái phản ứng của người dân trong cái việc là tiến hành đo kiểm khí thải xe máy này. Vì vậy thì người dân khi được mời đến tham dự thì sẽ được đo nhanh. Sau đó thì nếu như đạt theo đúng tiêu chuẩn, thì chúng tôi sẽ dán cái tem. Cái tem này thì nó không phải là cái tem cuối cùng, mà chúng tôi cũng đã xây dựng cái tem riêng và chắc là chúng tôi sẽ share cái tem này trong thời gian sớm nhất. Còn nếu như cái xe đó nó vượt quá cái mức phát thải thì sẽ được các cái nhân viên của các cái trạm bảo dưỡng sẽ tiến hành bảo dưỡng. Bảo dưỡng để làm gì ạ? Bảo dưỡng để cho người dân nhìn thấy rằng là nếu xe đã bảo dưỡng xong thì có đạt tiêu chuẩn về mặt khí thải, nó có cải thiện hơn hay không. Đây là một cái phương pháp rất là quan trọng, nhưng mà người dân thì người ta chỉ cảm thấy rằng là được bảo dưỡng thì sẽ đến, nhưng mà người ta lúc đó thì người ta sẽ hiểu thêm một câu chuyện, nó sẽ mở ra câu chuyện là việc bảo dưỡng nó cũng rất là quan trọng như thế nào. Và vì vậy thì khi mà được bảo dưỡng xong sẽ được double test, mà đạt thì dán tem, mà không đạt thì lại tiếp tục sẽ được tư vấn. Và tư vấn ở đây thì nó có hai cách. Cách thứ nhất đó là chúng tôi sẽ nói cho họ biết rằng là nâng cao nhận thức cho họ về việc là những cái xe đó phát thải như thế nào, đi dài hay đi ngắn và phải làm những cái động tác gì nữa. Thứ hai đó là những cái xe này thì sẽ được tư vấn và sẽ được khuyên được thu hồi, và nhà cung cấp thì sẵn sàng là sẽ thu hồi cái xe này và sẽ trợ giá để cho người dân có thể đổi sang những cái xe mới. Nó đảm bảo về an toàn giao thông cũng như là giảm cái phát thải. Thì đây là một công đôi việc. Đôi việc thứ nhất là chúng tôi có lợi là chúng tôi thu được cơ sở dữ liệu cho hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là nếu chúng tôi tiến hành cái đăng kiểm khí thải cho xe máy giống như ô tô, hiện nay mới có ô tô được làm thôi, thì người dân có sẵn sàng hay không, và thu hồi thì người ta có thu hồi hay không. Cái thứ ba nữa đó là cái mức phát thải ra những xe với những cái niên hạn sử dụng khác nhau thì nó sẽ phát thải ra môi trường như thế nào. Bên cạnh cái việc là con số là 15% phát thải đóng góp trong cái từ giao thông đóng góp chung, thì cái đối với xe máy là như thế nào, thì chúng tôi đấy là cái việc có lợi đối với cơ quan nhà nước. Nhưng người dân thì sao ạ? Người dân cũng sẽ được tham gia vào ngay từ đầu, mà sau này nếu như những giải pháp chúng tôi đưa ra thì họ cũng hiểu được rằng là tại sao những giải pháp đó phải được đưa ra, phải được thực hiện. Người dân sẽ được tham vấn tại chỗ, và tất cả những cái việc đánh giá khảo sát của người dân đó là cái cơ sở khoa học để chúng tôi tiếp tục xây dựng những cái giải pháp mà như tôi vừa mới nói trước đó. Đây là một số những cái hình ảnh mà trước đây thì bên ITST đã làm. Còn như chúng tôi thì theo như cái lộ trình, thực ra thì chúng tôi đã định làm từ tháng, kế hoạch thì đã ban hành từ tháng 10, thì lẽ ra chúng tôi đã phải làm tháng 9 đã ban hành, chúng ta phải làm, nhưng do dịch Covid chúng tôi chỉ hoãn lại, và theo dự kiến thì trong khoảng tuần thứ hai, tức là tuần sau, thì chúng tôi sẽ chính thức launching cái chương trình này và sẽ được thực hiện trên thành phố Hà Nội từ nay cho đến sang năm, hết hy vọng hết quý 1 sang năm chúng tôi sẽ có một cái cơ sở dữ liệu đầy đủ.
Tôi xin chia sẻ một chút cái ý nghĩa của chương trình này. Như đã nói đó là mặc dù là cái chương trình mà tổng thể mà Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì cùng với Live and Learn cùng với VAM để thực hiện thì nó chưa có cái kết quả cuối cùng. Nhưng với ITST thì họ cũng đã có một cái kết quả khi mà họ tiến hành khám 1.000 xe và trong đó có một số xe cũng đã được đưa vào cái phòng lab để đưa không tải. Thì họ thấy rằng là gì, hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Nội thì có khoảng 52,13% những cái xe mà đã được sử dụng quá 10 năm. Cái thứ hai là khi mà đo không tải thì họ thấy rằng là hàm lượng nồng độ HC thì nó nằm trong khoảng từ 7 ppm cho đến 7.364 ppm với nồng độ trung bình là khoảng 894,72 ppm, hay là CO thì nó từ 0,01 đến 13,13% và cái nồng độ trung bình là khoảng 3,31%. Cái thứ hai là họ thấy rằng là gì, trong quá trình bảo dưỡng nếu mà người dân được thay những cái bộ lọc buji hoặc là thay dầu thì cái nồng độ CO và HC khi mà được đo không tải thì nó sẽ giảm xuống từ 42 đến 45% theo thứ tự so với cả trước khi không được bảo dưỡng. Đây là một cái con số rất là quan trọng để chúng tôi tiến hành truyền thông với người dân khi mà thực hiện việc bảo dưỡng này, thì nó sẽ giúp cho người dân vừa đảm bảo được cái xe, chất lượng xe của mình cũng như là không thải khí ra ngoài môi trường. Cái thứ hai nữa là trong quá trình khi mà được bảo dưỡng thì khi mà thay buji hay thay dầu đó thì cũng sẽ cải thiện được COHC như đã vừa nói và cũng giúp cho tiết kiệm được cái nhiên liệu cho xe. Thì đấy là một số con số, chẳng hạn như là khi đo theo EC Euro 3 thì cũng cho thấy rằng là cái nồng độ CO hay HC hoặc là tiêu thụ nhiên liệu thì cũng đã giảm xuống đáng kể theo con số là 36,6% hay 6,7%. Thì đây là những con số mà nó rất là cực kỳ ý nghĩa cho những cái nhà hoạt động chính sách của chúng tôi. Và vì vậy thì ngay lập tức với những kết quả như vậy thì ITST thì họ cũng đã khuyến cáo rằng là ngay lập tức cần phải áp dụng ngay cái tiêu chuẩn Việt Nam 6438/2005 cấp độ 1 đối với cả xe máy ở giai đoạn đầu, và sau đó thì có thể điều chỉnh để đưa ra những cái lộ trình phù hợp và những cái tiêu chuẩn phù hợp. Thì đấy là cái khuyến cáo, nhưng mà cho đến thời điểm này thì tại thời điểm đó thì chúng tôi Sở Tài nguyên Môi trường cũng không phải là cơ quan đồng hành để thực hiện cái chương trình này, và chúng ta cũng chưa có sự tham gia đầy đủ của các bên liên quan, thì cái kiến nghị này dường như là nó cũng chưa được thực thi trong thời gian vừa qua. Cái thứ hai là chúng tôi cũng đã, bên ITST cũng đã đưa ra những cái khuyến cáo về các cái giải pháp kỹ thuật như là về bảo dưỡng, về giảm, làm sao để giảm được các cái khí thải từ các xe, mô tô, xe gắn máy, rồi là các cái cơ chế để làm sao có thể xây dựng ra được một cái những cái trạm mà có thể đo kiểm, đăng kiểm xe gắn máy. Theo đó thì họ cũng đã đề xuất ra một cái lộ trình và những cái cơ chế nó rất cụ thể cho việc là đo đạc và đánh giá, kiểm soát khí thải cho những cái xe đăng, hay gọi chung là đăng kiểm cho xe gắn máy này rồi. Tuy nhiên là nó cũng chưa được thực hiện. Và họ cũng đưa ra một số những kịch bản là nếu như chúng ta kiểm soát được các cái phương tiện xe gắn máy trên địa bàn thành phố Hà Nội thì chúng ta sẽ giảm được nồng độ CO2 từ 130.131.000 đến xuống còn 41,34%, giảm được nồng độ HC từ 11.382 xuống còn khoảng 44,49%, chúng ta tiết kiệm được khoảng 928,8 tỷ đồng, rồi chúng ta cũng tiết kiệm được 109 lít xăng và chúng ta giảm được cái lượng phát thải ra môi trường. Thì đây là một cái con số nó cực kỳ ý nghĩa. Nếu như sau này chúng tôi làm xong cái Moto Clinic này thì nó sẽ là những con số, nó có thể nó sẽ thay đổi. Với 5.000 xe chúng ta đã có thêm các nguồn lực rồi, chúng tôi ở trong câu chuyện này chúng tôi có phối hợp với cả Sở Giao thông nữa, và chúng tôi đồng hành với các tổ chức, mà trong này chúng tôi sắp tới chúng tôi cũng sẽ kêu gọi thêm một số các nhà chuyên gia khác nữa và chúng tôi đồng hành vào, thì chắc chắn là đây là một cái chương trình mà nó sẽ đóng góp một cái giá trị cực kỳ ý nghĩa trong việc là giảm thiểu hiệu ứng khí nhà kính và trong những cái nỗ lực để giảm ô nhiễm không khí. Thì tôi nghĩ rằng là đây là một cái chương trình nó nhỏ, nó so với cả một cái đề án rất to của sở giao thông.
đang triển khai, nhưng nó là một cái bài học và nó đóng góp vào trong cái nỗ lực của thành phố Hà Nội khi mà thực hiện cái chương trình giảm đề án tắc nghẽn giao thông này. Bởi vì sở giao thông thì họ mới chỉ đứng ở góc độ giao thông, còn sở tài nguyên môi trường chúng tôi sẽ đứng ở góc độ về môi trường để làm sao đó chúng tôi ra được một cái chương trình, một cái thành phố sẽ có được tất cả những cái giải pháp tổng thể để làm sao chúng ta có được giảm bớt những cái phản ứng từ phía người dân, giúp cho người dân hiểu được những cái giải pháp này để ta thực hiện một cách đồng bộ, một cách bền vững với sự tham gia của tất cả các bên liên quan. Đây là một cái chương trình nhưng nó không phải là duy nhất, mà ngoài ra Sở Tài nguyên Môi trường cũng đồng hành với cả rất nhiều tổ chức. Chúng tôi xây dựng ra những cái bản đồ ô nhiễm, hay là bản đồ về rơm rạ, bản đồ về bếp than tổ ong, hay là những cái bản đồ khác mà nó liên quan đến cái việc ô nhiễm không khí cho đến từng quận huyện. Thì tất cả những cái bản đồ chúng tôi hy vọng rằng sẽ cùng với Sở Giao thông và các ngành để chúng tôi trồng lớp lên nhau để ra được những cái vùng low emission zone, như là anh Bằng anh nói, đó là những cái bản đồ về mặt giao thông, bản đồ về mặt ô nhiễm không khí sẽ được trồng lớp lên nhau cùng với cả đánh giá những cái phản ứng về của người dân, thì chúng ta sẽ có thể vượt qua được những cái rào cản và xây ra được những cái low emission zone một cách đồng bộ và hiệu quả nhất. Thì đấy là một số những cái ý kiến mà tôi cũng muốn được chia sẻ trong một cái khuôn khổ thời gian rất là ngắn như vậy. Xin cảm ơn tất cả các anh chị. Thank you, Ms. Thủy, for your sharing and very interesting about the water clinic. And we hope that in the future, if we have time, we will invite you for more detail of this discussion on the water clinic and how to improve the air quality of Hanoi to your solution. Actually, we are coming to the end of our training day today. Before we conclude our training, I am certain that you are encouraged by the commitment we've heard today. A lot of challenges, but we assure that various countries have similar challenge and tapping on to various opportunity available for them, whether at local or national level. We hope that you have clear takeaway from today, the day one of training. But join us tomorrow for a section on standard operation and maintenance of the electric vehicle. Before we end our training, if you have any question for the training today, please feel free to raise some of your question. So you can raise your hand. Trước khi mà chúng ta kết thúc cái buổi đào tạo ngày hôm nay thì cho phép ban tổ chức hỏi là trong số các quý thầy cô anh chị và các bạn tham gia buổi học ngày hôm nay có ai có câu hỏi nào cho các diễn giả không ạ? If you don't have any immediate question, then you can also connect with us through our email. I'm Thien Nguyen from University of Transport Technology, and I leave my address here for your reference. Nếu như các thầy cô và quý anh chị không có câu hỏi trực tiếp nào dành cho các vị diễn giả thì em xin phép được để cái địa chỉ email cũng như là số điện thoại liên hệ của em ở đây để nếu như sau này. We have the question from Professor Bang. Vâng, xin mời thầy Bang ạ. Dạ thì kính thưa toàn thể hội thảo thì đào tạo thì tôi cũng rất là cảm ơn quý đại biểu đã đặt các câu hỏi trực tiếp trên cái phần chat của cái Zoom này, thì tôi cũng đã xin phép là trả lời trực tiếp trên cái phần chat của Zoom. Thì nếu có gì mà cần trao đổi thêm á thì xin mời quý đại biểu liên lạc qua email nếu cần cung cấp thông tin gì hay các bài báo để mà mô tả rõ hơn cái số liệu của cái nhóm nghiên cứu của tôi á, thì tôi sẽ cung cấp thêm cho từng người, chứ còn nếu mà đưa các bài báo đó cho up lên mạng thì nó sẽ vi phạm cái bản quyền của các bài báo quốc tế. Thì tôi xin phép là
ai mà cần thì gửi email cho tôi, thì tôi sẽ gửi với cái điều kiện là mình dùng cá nhân chứ không được up lên mạng, nó sẽ bị phạm cái bản quyền của tạp chí đó. Thì tôi cũng xin cảm ơn tất cả các cái góp ý của hay là câu hỏi của quý vị đại biểu cho cái phần báo cáo của tôi, và xin trân trọng cảm ơn đơn vị thứ nhất, xin hết. Xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Thu Quốc Bằng. Và quý thầy cô anh chị và các bạn, nếu có câu hỏi gì muốn gửi tới thầy Bằng thì có thể liên hệ trực tiếp với thầy Bằng qua email thầy đã cung cấp. Ngoài ra thì cũng có thể liên hệ với trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải để chúng tôi có thể kết nối quý vị và các diễn giả. Trước khi kết thúc cái buổi đào tạo ngày hôm nay thì cho phép tôi được thay mặt nhóm các chuyên gia triển khai dự án Solution Plus tại trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải và triển khai mô hình thí điểm tại thành phố Hà Nội, cũng như thay mặt cho ban tổ chức nhóm điều phối dự án tại Đức và Philippines, tổ chức Không khí Sạch Châu Á, xin được gửi lời cảm ơn tới các tiến sĩ, các thầy giáo, các diễn giả, các chuyên gia trong ngành môi trường ngày hôm nay đã có những cái bài chia sẻ vô cùng hữu ích. Cũng xin được cảm ơn các thầy cô anh chị và các bạn đã quan tâm tham dự chương trình này, và xin được gửi lời cảm ơn tới ban tổ chức chương trình đã giúp được triển khai chương trình một cách rất là hiệu quả. So before we ending the training, I would like to thank you all again. I would also like to thank the contributors, the speaker who stayed with us throughout, also the Solution Plus team in the background, Oliver, Catherine, Thuy, Nash, Sam, Shitu, Sunny, Anvin, who made the organization and delivery of this training rather smooth. Once again, I'm Hien Nguyen from University of Transport Technology, and I'm pleased to meet you all. Thank you and see you tomorrow. Goodbye.